Rồi, vậy thì mình sẽ vô đến câu đầu tiên của phần reading part 5 luôn. Được chưa? Rồi, ở đây, câu đầu tiên khi mà các bạn nhìn vô đây, các bạn thấy gì? Các bạn thấy, nhìn vô đáp án trước thì mình thấy đây là một câu về đại từ. Đúng không? Một câu về đại từ. Rồi, mình nhìn vô đây, vậy thì cái vị trí của nó đứng ở đâu? Mình đại từ thì mình phải coi coi là cái từ đó nó đứng vị trí ở ở cái vị trí nào ha. Rồi, ở phía trước của cái lỗ trống nè, mình có chủ ngữ, the manager. Ha, chủ ngữ đúng không? Đầu câu, chủ ngữ thôi, the manager. Rồi, phía sau có động từ và có tính từ rồi. Vậy thì đây là một cái câu hoàn chỉnh rồi đúng không? Có chủ nè và có động thì đây là một câu hoàn chỉnh. Vậy thì cái từ mà đứng ở phía sau chủ ngữ hoặc là đứng ở giữa chủ ngữ và động từ đó là trạng từ, đúng không? À, cái vị trí đó là vị trí của trạng từ. Rồi, và đại từ mà nó một cái đại từ mà đóng chức năng giống như là trạng từ thì mình sẽ có đại từ phản thân ha. Ở đây mình sẽ dùng chữ themselves. Được chưa? Vậy thì khi mà một câu đó đã trọn vẹn đã đầy đủ rồi, ví dụ như là có chủ ngữ và có động từ rồi thì chính giữa phải là trạng từ, mà trạng từ đại từ mà đóng vai trò giống như là trạng từ thì mình sẽ dùng đại từ phản thân ha, themselves. Ok. Rồi, tiếp theo. Để mà biết thêm về chức năng của đại từ thì các bạn có thể lên trang fanpage 990 TOEIC để mà xem lại ha. Mình coi đã có up một cái bài mà liên quan đến cách sử dụng đại từ ở trên đó rồi. Ok. Rồi, câu 52 ở đây mình có các cái loại từ đúng không? Đây là một cái câu về từ vựng ha, hay một cái câu về từ loại. Rồi mình có candid, tính từ ha, candid tính từ có nghĩa là kiểu thẳng thắn, thẳng hoạch tẹt thẳng thì mình dùng chữ candid ha. Rồi candidacy là danh từ ha, có nghĩa là cái sự thẳng thắn. Rồi candidly là một cách thẳng thắn và candidate là ứng viên ha. Rồi đây là danh từ. Rồi mình có tính nè, danh danh từ này thể hiện sự thẳng thắn ha, danh từ này là ứng viên và trạng từ ha, có đuôi ly là trạng từ. Rồi mình nhìn ở đây mình thấy gì? Mình thấy đối với lại từ loại thì mình nhìn ở phía trước và phía sau lỗ trống. Ở phía trước của nó là political là tính từ và phía sau là giới từ for, chữ for này giới từ mình không cần xét ha, mình chỉ biết là phía trước là tính từ thôi. Thì một cái từ mà đứng phía sau tính từ là danh từ, đúng không? Rồi vậy thì ở đây đang chỉ cái gì? Mình đang cần coi coi người, đang muốn chỉ một danh từ chỉ người hay là một danh từ chỉ một cái sự kiện, sự vật. Thì đây mình thấy anyone, bất kỳ ai mà mong muốn trở thành ứng viên về chính trị. Vậy thì ở đây đang chỉ về người, thì ở đây mình sẽ dùng chữ candidate ha. Rồi. Tiếp theo câu 53, các bạn có thể để lại comment ở phần bình luận. Không biết có bạn nào đang xem livestream không ta? Thì các bạn có thể để lại bình luận ha. Chỗ nào mà cái phần nào mà các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể chat lên ha, để mà mình biết là cái phần đó các bạn chưa hiểu thì mình nói chậm lại. Rồi, tiếp theo, ở đây đứng ở đầu, đứng ở phía đầu ha, thì một là chủ ngữ, hai là một cái loại từ, một cái đại từ. Đó. Vậy thì mình coi coi đó là cái từ gì ha. Rồi, ở phía sau đó mình thấy có chủ ngữ. Và có gì? Có động từ chính luôn rồi. Có chủ ngữ, có động từ chính, nhưng mà để coi có bao nhiêu động từ chính ha. Một động từ chính là can suggest và hai động từ chính là would be appreciated. Vậy thì nó có hai động từ chính. Một là can cộng với lại verb. Được chưa? Đây là động từ chính. Và cái thứ hai là would be ha. Rồi, động cộng động từ. Vậy thì có hai động từ chính. Vậy thì nó sẽ là thuộc về cái câu gì? Một cái câu mà có hai động từ chính. Vậy thì ở đây mình cần phải một cái câu nó đóng vai trò là chủ ngữ đúng không? Vậy thì thằng nào đóng vai trò là chủ ngữ? Cái thằng ở phía trước đóng vai trò là chủ ngữ nè. Rồi, và ở phía sau thì đóng vai trò là vị ngữ ha. Rồi, vậy thì cái thằng này là cái thằng động từ chính của câu. Còn cái thằng can suggest này chỉ là động từ chính của chủ ngữ thôi ha. Rồi, từ chữ cost đến phía trước đây, nó sẽ là chủ ngữ ha. Và phía sau, cái cụm ở phía sau sẽ là vị ngữ giống như tiếng Việt nha, chủ và vị. Rồi, vậy thì cái câu này đang muốn nói về cái gì? Mình phải nhìn vô. À, mình đang phân tích, tại vì mình đang hướng dẫn các bạn làm cho nên mình phân tích ở đây là cách làm như thế nào ha. Rồi, thì đây các bạn nhìn vô các bạn thấy gì? Ở đây mình sẽ còn cần một cái mệnh đề danh từ đúng không? Vậy thì nếu thằng này đóng vai trò là chủ ngữ đi, nguyên cái cục này, một cái câu mà đóng vai trò chủ ngữ thì mình nhớ đến kiến thức về mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ thì thằng nào có thể đứng với lại trong câu này để nó tạo thành một cái mệnh đề danh từ, có nghĩa là nguyên một cái mệnh đề phía trước sẽ làm chủ ngữ
và cái phần ở phía sau sẽ làm vị ngữ ha. Vậy thì cái thằng ở phía trước này để mà nó làm chủ ngữ được á, thì ở đây mình sẽ có hai cái đáp án, đó là chữ das. À, das cộng với là một mệnh đề thì nó sẽ tạo thành một chủ ngữ. Rồi, phía sau của nó mới là vị ngữ. Và thứ hai là ở đây mình có thể dùng chữ anything. Anything là bất kỳ cái thứ gì. Rồi, có hai cái vị trí này. Vậy thì mình thế vô. Không, each là không được rồi. Each không có dùng ha. Each thì phải cộng với lại một cái danh từ số ít. Ha. Rồi, này tên riêng không tính ha. Đây là một cái câu lận. Một câu không có được dùng với là each ha. Còn which mà đứng ở đầu câu thì nó câu hỏi mất tiêu rồi. Đúng không? Which đứng đầu câu sẽ tạo thành câu hỏi. Cho nên ở đây mình sẽ không có dùng which ha. Vậy thì mình sẽ dùng anything hoặc là that. Vậy mình thế vô. Nếu mà that thì thế vô đây nó có nghĩa là sự thật. Được chưa? Sự thật là cái ông Thompson này có thể gợi ý ra cái việc giảm giá sẽ được appreciated, sẽ được cảm kích bởi cái người, bởi những cái manager. Rồi, sự thật là cái ông này có thể gợi ý ra nhiều, gợi ý cái việc giảm giá sẽ được cảm kích bởi những cái nhà quản lý. Hay là nếu mà mình dùng chữ anything thì là bất kỳ cái điều gì mà ông này có thể gợi ý để mà giảm giá, giảm chi phí thì sẽ được cảm kích bởi những cái người manager. Vậy thì cái việc mà ổng những cái idea mà ổng đưa ra để mà hỗ trợ để mà giảm giá, giảm giảm cái chi phí á thì mới được cảm kích, chứ không phải là cái hành động ổng đưa ra, ổng gợi ý để mà giảm chi phí thì sẽ được cảm kích nè, mà là những cái ý tưởng ổng đưa ra, chứ không phải là cái hành động. Cái hành động ổng đưa ra ai cũng đưa ra được, ai cũng cũng có thể kiểu như là kêu kêu là ơi làm đi làm đi làm đi, làm cái này làm cái kia để mà giảm chi phí, nhưng mà những cái ý tưởng của ông này thì mới được cảm kích ha. Ở đây mình cái câu này khi mình dịch về nghĩa thì ở đây mình sẽ chọn đáp án anything ha. Ở đây nó sẽ phù hợp với cái that. That là sự thật. Khi mà mình đưa vô câu, mình sẽ dịch lại cái sự thật là cái việc mà ha. Còn anything thì mình sẽ dịch là bất kỳ cái việc gì mà cái ông này có thể gợi ý để mà giảm chi phí thì sẽ được cảm kích ha. Rồi, cho nên ở đây mình sẽ chọn câu D ha. Rồi, câu này khó, cho nên là câu này là câu mà ChatGPT cũng chọn sai đáp án nha mọi người. Cho nên là câu này mình nói kỹ một xíu. Đó. Mà các bạn mà có thắc mắc đó, thì các bạn có thể hỏi trong live ha. Rồi, tiếp theo, ở đây mình có câu 54. Rồi, 54 ở đây là một cái câu này thú vị mà mình đã có up lên trên trên fanpage rồi. Thì khi mà các bạn nhìn ở đây nè, trước khi mà các bạn chọn đáp án thì các bạn phải nhìn vô đáp án để mình coi coi nó là loại câu gì ha. Ở đây mình có các cái biến thể của động từ đúng không? Ở đây to verb nè. Đây, ở đây has verb 3 thì hiện tại hoàn thành đúng không? Has verb 3. Rồi mình có verb nguyên mẫu và be verb in. Đó, các biến thể của động từ. Vậy thì mình nhìn vô coi cấu trúc. Nếu mà mình chia động từ thì các bạn có thể nhìn vô cái một cái động từ trước đó ha, để mà làm cái câu chia động từ á, các bạn có thể nhìn, thứ nhất là nhìn chủ ngữ. Thứ hai là nhìn vô cái động từ trước đó. Vậy thì ở đây nè, ở đây mình nhìn có thể nhìn vô chủ ngữ, nhưng mà nhìn vô cái chủ ngữ này, chủ ngữ này chủ ngữ số ít. Đúng không? Chủ ngữ này là chủ ngữ số ít. Vậy thì ở đây nó không có đáp án nào số ít, có đáp án là đáp án B. Vậy mình phải coi nếu mà mình chia thùy nó đâu có dấu hiệu gì, mình biết nó là thì hiện tại hoàn thành rồi đúng không? Đó. Vậy thì các bạn phải nhìn gì? Cái thứ hai mà các bạn cần nhìn á là các bạn cần nhìn cái động từ trước đó. Thì đây, mình thấy có that nè. À, requested that đây là cái cấu trúc mà các bạn cần phải ghi vô trong vở ha. Rồi, vậy thì sau request that mình sẽ cộng với lại mệnh đề và động từ nguyên mẫu được không? Sau request that mình sẽ cộng với chủ ngữ và động từ nguyên mẫu ha, không cần nhất thiết là chủ ngữ này là số nhiều, mình vẫn sẽ cộng động từ nguyên mẫu. Cho nên ở đây nếu như bạn nào biết cấu trúc này thì sẽ chọn được đáp án C ha. Rồi. Tiếp theo câu 55. Ở đây mình nhìn nhớ đáp án, lại tiếp tục nhìn vào đáp án ha. Mình thấy đây là một câu về từ vựng, đúng không? Tại vì bốn hàng này nó ăn nhầm với nhau hết. Nó giống như cái đuôi ví dụ giống nhau về ed đi, thì tại vì nó cùng thì không, nó cùng thì thôi. Chứ nghĩa của nó đâu liên quan nhau đâu. Cho nên đây là một câu về từ vựng ha. Rồi, admit it có nghĩa là chấp nhận ha, chấp nhận. Rồi, require là yêu cầu ha, spend là chi tiền hoặc là chi trả, hoặc là dành thời gian, dành ra để làm gì. Review là để lộ ha, hoặc là công bố, để lộ hoặc là tiết lộ.
thì mình có chữ review. Rồi, vậy thì khi mà làm cái bài về động từ á, thì mình hay chỉ mẹo cho các bạn á, ví dụ như là bạn nào mà biết dịch hết cái câu này đi thì mình có thể làm được. Còn bạn nào mà chưa biết dịch, không biết dịch hết câu này thì ít nhất mình cũng phải dịch vòng vòng nó được, đúng không? Thì mình dịch vòng vòng nó ha. Rồi, và mình thấy ở phía sau động từ thì nó, phía sau động từ là gì? Mình nhìn coi cái động từ nó sẽ đi với lại gì, ví dụ như là đánh thì đánh ai hoặc là đánh cái con gì, đúng không? Ăn thì ăn cơm hay là ăn cái gì, thì mình phải coi nó liên quan đến cái danh từ phía sau. Thì khi mình nhìn vô đây, mình thấy có một cái strong niche market, thì cái này là cái mà các bạn cần phải biết nè. Rồi ví dụ strong là mạnh mẽ đúng không? Rồi niche là ngách ha. Niche là ngách và market thì nghĩa là thị trường. Vậy thì thị trường ngách mạnh mẽ. Vậy thì làm cái gì? Thị trường ngách mạnh mẽ. À, cái gì đó nó chấm 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 cái thị trường ngách mạnh mẽ cho cái dịp Giáng sinh. Vậy thì đây mình có chọn nào? À, lại ha, admit là chấp nhận. Require là yêu cầu. Spend là dành, dành ra chi ra, và review là để lộ hoặc là để ra, vạch ra, đưa ra. Vậy ở đây mình chọn review đúng không? À, tiết lộ hoặc là để lộ ra, làm lộ ra một cái thị trường ngách mạnh mẽ cho dịp Giáng sinh. Rồi mình giữ cái câu này để mà các bạn lụm từ vựng ha. Rồi cái champagne tasting, à cái đợt mà thử rượu champagne ha. Organic là kiểu mấy cái đồ mà hữu cơ đó. Thử rượu champagne hữu cơ được tổ chức ở Shot Valley, ở cái cửa hàng Shot Valley vào tuần trước, đã để lộ ra, để tiết lộ ra một cái thị trường ngách mạnh mẽ cho cái dịp Giáng sinh ha. Rồi, tiếp theo câu 56. Ở đây mình lại nhìn vô đáp án thì mình thấy mấy đáp án này không ăn nhầm với nhau. Vậy thì nó phải là câu về từ vựng ha. Rồi, vậy thì mình chọn đáp án nè. Mình có câu A. Resulting là dẫn đến hoặc là kết quả ha. Roomy là rộng rãi nè. Probable là có khả năng, và comprehensive là toàn diện ha. Vậy thì mấy đứa này là gì? Mấy đứa này là tính từ. Ví dụ các bạn nhìn vô, chẳng lẽ là các bạn nhìn vô mà các bạn thấy các cái loại từ, các cái từ nó không liên quan nhau đúng không? Vậy thì không liên quan với nhau, nó phải có một cái điều kiện là nó phải cùng loại từ. Vì khi mà bạn chỉ cần xác định được à, một trong những đứa này biết chắc chắn nó là loại từ gì, vậy thì mình biết chắc chắn là mấy cái đứa khác cũng là loại từ đó ha. Ví dụ các bạn nhìn vô trên chữ mi đi. Đó, ví dụ như là sun thì mình, sun là danh từ ha, mặt trời. Mà sunny thì nó là nắng đúng không? Nó là tính từ. Rain là mưa, vậy thì rainy là ví dụ đầy mưa, nó là tính từ ha. Vì khi mà các bạn nhìn thấy chữ mi nè, mi là dấu hiệu của mấy đứa tính từ ha. Vì các bạn nhìn chữ mi này các bạn biết nó là tính từ. Hoặc là chữ able đi. Đó. Thì các bạn biết nó là tính từ, vậy nguyên đống này là tính từ ha. Vì tính từ nó bổ nghĩa cho danh từ. Mà tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ. À, nhắc lại ha. Ví dụ các bạn cần phải chọn động đi, thì các bạn nhìn coi phía sau của nó là gì. Ví dụ cần chọn động. Cần chọn động thì coi phía sau của nó là danh từ nào. Cái động từ đó phải phù hợp với danh từ đó ha. Rồi. Ví dụ bây giờ các bạn cần chọn tính thì coi coi phía sau nó là danh từ gì. Đúng không? Cần chọn tính thì cũng là danh từ gì. À, danh từ nào? Nó cái tính từ nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ nào, coi phía sau. Phía sau của nó là gì? Phía sau của nó là check up. Check up ở đây không phải là kiểm tra ha. Check up ở đây ở cái check up ở đây có nghĩa là kiểm tra sức khỏe, được không? Check là kiểm tra nhưng mà check up có nghĩa là kiểm tra sức khỏe ha. Vì kiểm tra sức khỏe, một cái kiểm tra sức khỏe như thế nào thì mình sẽ có một cái kiểm tra sức khỏe kết quả ha. Rộng rãi hay có khả năng hay là toàn diện. À, kiểm tra sức khỏe thì sẽ đi với chữ toàn diện đúng không? Đó, hợp lý nhất thì mình chọn đáp án D thôi. Rồi vậy thì các bạn dịch như nào? Câu này mình có thể dịch là cái bệnh viện gì, cái bệnh viện này ha, tên riêng khỏi cần dịch ha. Rồi cung cấp một cái gói kiểm tra sức khỏe toàn diện ha. That mà sẽ ha. Cái nào không có phải là danh tính động trạng đứng gần với nhau thì các bạn cứ dịch từ trái sang phải ha. Rồi mà sẽ hỗ trợ, rồi bác sĩ của nó ha, những người bác sĩ của nó trong việc cung cấp cái, rồi cái này là cụm danh từ, sau đờ là cụm danh từ phải không, thì các bạn dịch từ phải sang trái ha. Cái việc chăm sóc nè, cá nhân hóa nhất, được không, trong việc cung cấp cái gói chăm sóc cá nhân hóa nhất. À,
Rồi, vậy thì mình chọn câu D ha. Toàn diện, kiểm tra sức khỏe toàn diện. Rồi, tiếp câu 57. Mình làm hình như hơi chậm không? Có bạn nào phân vân hay thắc mắc gì không? Thì các bạn có thể comment để mà đưa ra đáp án ha. Rồi, tiếp theo câu 57. Thì các bạn nhìn vô đây, các bạn thấy gì? Các bạn thấy, à, mấy đứa này là gì chủ ngữ rồi. Đứng đầu câu nè, đứng trước động từ nó là chủ ngữ chứ gì nữa đúng không? Đứng đầu câu nè, và nó trước động từ, à, vì mấy đứa này mình cần điền một cái chủ ngữ. Thì bây giờ chủ ngữ này, chữ has đi với chủ ngữ số số ít. Đúng không? Has đi với chủ ngữ số ít, ai cũng biết. Vậy ở đây, thằng nào đi với số ít? À, ở đây mình có hai đáp án là C, no one và anybody. Vì các bạn có thể đưa vào, các bạn có thể note vào những cái đứa nào mà nó có chữ one. One này nó là một đúng không? Vậy một là một người đó, số ít đó. Được chưa? Rồi, hoặc là những cái đứa nào có any, anything, anybody. Đó, any. Tóm lại là any thì đứng với lại một cái đứa nào đó ha, thì nó là số ít ha. Rồi, anyone, anybody gì đó là số ít hết ha. Và thứ hai là chữ one. Được không? À, nó cũng là số ít someone gì đó. Rồi. Thì nó là số ít ha. Rồi vậy thì có câu C và câu D là số ít. Vậy thì ở đây mình coi phải xét về nghĩa rồi, tại vì hai đứa này đứa nào cũng được hết. No one không một ai, anybody là bất kỳ ai. Vậy thì mình coi coi cái này nó đang nói là không có một ai hết hay là nó đang bất kỳ ai cũng được. Thì mình dịch nghĩa ha. Chấm 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 đã yêu cầu cái việc mà chuyển đổi gần đây cho nên nó unlikely không có khả năng rằng bất kỳ cái vị trí nào ở cái chi nhánh này sẽ được mở cửa, sẽ được kiểu như là được được mở đó để mà tuyển người đó. Vậy thì bất kỳ ai đã yêu cầu chuyển một cái sự thay đổi, một cái sự luân chuyển gần đây cho nên nó không có khả năng rằng có cái vị trí nào đó thì được mở, được open. Vậy ở đây mình sẽ đưa cái chữ là không ai đúng không? Không một ai yêu cầu cho nên là không có cái vị trí nào được mở hết. À, đúng không? Đó. Rồi, không một ai yêu cầu ha. Rồi, tiếp theo câu 58. Ở đây các bạn nhìn vô đây. Ai, cái câu này vui nè. Ví dụ bạn nào mà hay nhầm cái loại từ thì lưu ý cái câu số 58 này ha, câu này phải đánh dấu vô. Được chưa? Rồi, ở đây là một câu về loại từ, vì các bạn khi mà làm bài tập về loại từ á, nhìn vô đáp án thấy loại từ, vì mình cần phải xác định được mấy đứa này là loại từ gì thì mình mới chọn được. Đúng không? Rồi, alternative là cái sự thay đổi, cái sự thay thế ha. À, một cái sự thay thế, một cái lựa chọn thay thế, nó là danh từ ha. Alternative là danh từ. Rồi, alternating là tính từ ha, nó có nghĩa là sự, nó có nghĩa là tính luân phiên ha, tính luân phiên. Rồi, alternation là sự luân phiên, nó cũng là danh từ. Và alternator, nó là máy phát điện ha. Thằng này nó không liên quan với mấy đứa kia hết trơn luôn. Các bạn hay nhìn chữ R này nè, thì các bạn nghĩ đến người không phải ha. Cái này là cái máy phát điện. Rồi, vậy thì mình coi coi, ở phía trước nè, nó nói là cheaper, rẻ hơn. Vậy khi mà rẻ thì nó sẽ liên quan với danh từ gì mọi người? Danh từ, nếu mà một cái rẻ thì máy phát điện rẻ hả? Sự luân phiên rẻ hả? À, cái nào? Mà mình có chữ till ở phía sau nữa. Thì mình sẽ nghĩ ngay đến cái danh từ alternative ha. Một cái sự lựa chọn thay thế rẻ hơn. À, so với việc, till ở đây có nghĩa là so với việc. Được không? À, cái thành phố này gần đây đang tìm kiếm cho một cái sự lựa chọn thay thế rẻ hơn ha. So với việc tuyển hoặc là thuê cái bên công ty này. À, để mà sửa chữa cái đường của nó ha. Rồi, vậy thì khi mà các bạn thấy cái chữ ở phía trước là một cái gì đó mà thêm chữ till vô thì nó đang so sánh. So sánh thì mình dùng alternative ha, một cái sự lựa chọn thay thế. À, thay thế là so sánh là chứ gì nữa, đúng không? A thay thế B thì nó là so sánh rồi đó. Rồi, tiếp câu 58. Ở đây mình có, à, câu này vậy là cũng lại là một cái câu về loại từ đúng không? Rồi, nhờ loại từ thì register là động ha, registered có thể là tính ha, tính từ ed, tính từ bị động đó, còn không thì nó là động từ quá khứ đúng không, verb 2 hoặc là verb 3, tại vì nó là verb ed mà có thể là verb 2 hoặc là verb 3. Rồi, registration là danh từ và registering là động từ nè, hoặc là danh từ hoặc là tính từ ha, chủ động. Vậy thì mình nhìn vô đây mình thấy gì?
Online, online này mình cần phải xác định nó là loại từ gì ha. Online này nó là loại từ gì? Nó là danh từ ha. Online đứng ở phía cuối nó là danh từ. Vì mình nhìn nó đây, mình có cấu trúc gì? Be sure cộng với lại to gì? Be sure, be tính từ cộng với lại to. To gì? To verb. Được không? Be tính từ cộng với lại to verb ha. Đã là to thì phải là verb nguyên mẫu. Be tính cộng với lại to verb nguyên mẫu ha. Được chưa? Be tính từ cộng to verb nguyên mẫu. Bạn này chưa biết thì not vô ha. Cho nên ở đây mình sẽ dùng động từ nguyên mẫu ha, là register. Được chưa? Đảm bảo là phải đăng ký online ha. Đảm bảo phải đăng ký online ha. Be sure to register online. Rồi. Câu nào dễ thì mình lướt qua ha. Rồi nãy giờ không biết có ai đang xem không? Hình như cái điện thoại nó không có xem ra được là có bao nhiêu bạn đang xem video nhỉ? Ok, bạn nào đang xem video thì hãy cho tôi thấy một cánh tay của các bạn nhé. Rồi, tiếp theo câu 60. Ở đây mình có gì? Mình có các cái câu về, cũng là các câu về loại từ đúng không? Rồi, professional là chuyên gia ha. Chuyên gia hoặc là chuyên nghiệp, nó có thể là danh hoặc là tính ha. Rồi, professionally một cách chuyên nghiệp. Professionality là cái sự chuyên nghiệp. Và professionalness cũng là sự chuyên nghiệp ha. Rồi, mà cái thằng này ít xài nè. Thằng này ít xài ha. Không chọn đáp án này nha. Rồi, vì mình trừ phi là bức quá mình mới chọn đáp án này. Không có đáp án nào phù hợp mình mới chọn ha. Còn nếu không thì mình sẽ ưu tiên chọn cái thằng này. Được chưa? Rồi, thì ở đây mình có gì loại từ. Mình nhìn phía trước phía sau đi. Phía sau nó là liên từ. Bỏ, không quan tâm. Rồi, phía trước có hình như dress. Vậy thì dress là gì? Các bạn hay nghĩ là dress chắc là cái váy đó cô, chắc là nó là danh từ. Nhưng mà một cái thằng nó là danh từ, nó cũng có thể đồng thời là động từ ha. Các bạn lưu ý, một từ khi mà nó đã là danh từ rồi, ý nó là động từ rồi, ý nó là khi mà nó là danh từ rồi thì người ta vẫn có thể biến cho nó thành động từ. Vậy thì các bạn nhìn gì nữa? Nhìn ở phía trước nữa, nhìn chữ to. To thì đi với to verb. Được chưa? To thì đi với to verb. Vậy thì thằng dress này phải là verb. Vậy thì thằng mà đứng ở phía sau verb sẽ là trạng. Được không? Thằng đứng ở phía sau verb sẽ là trạng ha. Phải dress, được yêu cầu nè. Những người intern là được yêu cầu phải ăn mặc một cách lịch sự ha, một cách chuyên nghiệp. Rồi, ở đây mình sẽ chọn câu C. Chưa? Rồi, ở đây mình sẽ dịch là mặc đồ. Mặc đồ một cách lịch sự hay là mặc cái sự chuyên nghiệp. Đâu có ai mà đi mặc cái sự chuyên nghiệp đâu đúng không? Mà mình phải là mặc đồ một cách chuyên nghiệp ha. Các bạn nhiều khi các bạn nói là ủa sao hồi nãy mới nói là động từ đi với danh từ mà cô? Động từ nó đi với danh từ nhưng nó có thể đi với trạng từ được mà, đúng không? Tại vì trạng từ cũng bổ nghĩa cho động từ. Cái câu hồi nãy là cái động từ này nó tác động qua cái danh từ này ha. Còn cái câu này là đang nói về sự bổ nghĩa. Thì trạng từ mới bổ nghĩa được cho động từ này. Mình đang muốn nói ăn mặc một cách như thế nào mà. Đang muốn miêu tả về cái sự ăn mặc. Ăn mặc một cách lịch sự. Cho nên mình chọn câu C ha. Rồi, vậy thì sau động từ còn ngoài danh từ còn có thể là trạng từ nữa ha. Rồi. Ok. Rồi, tiếp nhắc lại thôi, tới đâu thì mình nhắc tới đó. Rồi, tiếp theo câu 61. Ở đây mình có gì? Thì các bạn nhìn vô đây, các bạn thấy đó là một câu mấy cái thứ này thấy ly không? Một thằng ly, hai thằng ly, well. Well này cũng là trạng từ luôn, vậy thì nguyên đóng này trạng từ hết. Vậy thì quickly có nghĩa là một cách nhanh chóng. Well là tốt ha. Quite với lại highly thì nó là rất hoặc là khá. Nó sẽ cộng với tính từ ha. Quite với lại highly sẽ đi với tính từ. Quickly với lại well sẽ đi với động từ. Đó. Tính từ thì nó cũng có chia, ở trạng từ cũng có chia ra nha, chứ không phải là thằng nào trạng từ nào nó cũng đi với động từ ha. Trạng từ nó có thể đi với tính từ hoặc là đi với động từ, đi với con số cũng được ha. Rồi, vậy thì ở đây mình nhìn ở phía trước, phía trước nó chữ what, bỏ đi ha, không quan tâm. Phía sau nó là turn, nó là động từ. Vậy thì mình sẽ chọn câu A hoặc là câu B. Được chưa? Câu A hoặc là câu B. Rồi, nhưng mà nếu như chọn câu A thì các bạn biết gì không? Sau nếu như chữ well nó đi với động từ thì phải có cái dấu gạch nối ở chính giữa ha. Chữ well mà nó đi với động từ thì phải có dấu gạch nối chính giữa. Đây loại luôn câu B luôn. Rồi, chọn câu A. Rồi, câu này quá dễ luôn ha.
À, nhanh chóng biến thành, nhanh chóng chuyển nó, chuyển bản thân nó trở thành một cái nhà phát điện kiểu quốc tế ha, khắp thế giới vậy, lớn đó, kiểu như lớn lớn khắp nước, khắp thế giới. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Rồi, câu số 62. Ở đây mình có gì? Ở đây mình có cái câu về lời từ loại, đúng không? Từ loại. Rồi, vì mình phải biết nghĩa của đứa này thì mình mới làm được ha. Replace là thay thế nè. Rồi, mitigate có nghĩa là kiểu như là giảm ha, giống như reduce đó, giảm. Rồi, impair là kiểu impair thì nó sẽ là cũng là kiểu làm cho cái gì đó yếu đi ha, làm cho cái gì đó yếu đi. Còn despair thì nó có nghĩa là tuyệt vọng ha. Rồi thay thế nè, thay thế giảm, được chưa? Rồi làm yếu đi ha, và tuyệt vọng thì mình chọn nè. Rồi cái này động từ, đúng không? Động từ thì coi làm giống nãy, ít nhất cũng phải nhìn hẳn cái danh từ phía sau đó là gì, đúng không? Tại vì cái động từ nó tác động đến cái danh từ mà, để coi cái động từ nào nó tác động hợp lý với lại cái danh từ phía sau. Rồi ở phía sau mình thấy gì? Tất cả gì? Tất cả những cái old fire alarms là tất cả những cái thông báo báo cháy cũ trong tòa nhà. Vậy thì làm gì? Những cái thông báo, những cái chuông báo cháy cũ thì mình thế, đúng không? Mình thay đó. Ở đây mình sẽ dùng chữ replace, thay thế. À, thay đi, bỏ đi ha, những cái chuông báo cháy cũ ở trong tòa nhà đó. Được chưa? Vì cái cách làm cũng vậy tương tự. Nếu như các bạn không này không dịch được cái câu thì các bạn phải ít nhất biết là mình cần phải dịch cái từ gì ha. À, đó, thì những cái từ đó, những cái từ cần phải đọc, cần phải học ha. Ví dụ như là để mà tuân theo compliance, có nghĩa tuân theo to compliance with, tuân theo cái gì? Cái chính sách về an toàn được sửa đổi, đã được sửa đổi, có nghĩa là chính sách mới đó, thì chúng tôi sẽ thay thế tất cả những cái chuông báo cháy cũ ở trong tòa nhà ha. Rồi tiếp theo câu 63, ở đây mình chọn gì? Rồi mấy này, đây là mấy cái liên từ, mấy cái từ nói. Ở đây mình có when là khi, if là nếu, hoặc là liệu ha. If mà đứng ở phía sau động từ thì nó mới có nghĩa là liệu ha. Phía trước đây mình nhìn thôi, thằng này không phải là động từ, position không phải động từ rồi, thì nó sẽ là hiện if này nó phải là nếu ha. Rồi or là hoặc và so là nên. Rồi vì những cái liên từ này bắt buộc các bạn cần phải dịch rồi, không còn không có cái cách nữa hết. Ví dụ cái thằng nào, ví dụ như chữ search thì thường đi với liệt kê, hoặc là amongst thì sẽ đi với lại danh từ số nhiều, thì cái đó mình cái đó là mẹo cho các bạn. Ngoài ra thì cái này phải dịch rồi chứ sao giờ. À, không phải là cái bài nào mình cũng làm mẹo được. Rồi vậy cái này mình dịch như thế nào? Các bạn dịch theo mình ha. Chỉ nè, những cái người nhân viên nè với cái vị trí điều hành, executive positions. Positions là vị trí, executive là điều hành, liên quan điều hành đó, cái những cái người mà điều hành đó, điều hành công ty đó, có nghĩa là vị trí cấp cao đó ha. Rồi, executive là danh từ. Nhắc lại ha, khi mà nói về vị trí của một cái người nào đó, người đó làm vị trí gì thì là danh từ cộng danh từ ha, nó là cụm danh từ, không phải là tính ha. À, nó phải là danh danh, được chưa? Nói về vị trí của một người, ví dụ như là vị trí làm sale là sale position, được chưa? Rồi, vị trí kinh doanh. Rồi, chấm 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 whose. Whose ở đây là những của những ai, đúng không? Vì khi mình gặp chữ who thì mình dịch như thế nào? Mình dịch ngược lại nó, tại vì nó là giống như của mà. Mình dịch ví dụ my name, chẳng lẽ mình dịch của tôi tên, mình phải dịch ngược lại tên của tôi. Vì ở đây cũng vậy, who ở đây cũng vậy, dịch ngược lại. Rồi, dịch lại ha, chỉ những cái người nhân viên mà có vị trí điều hành. Chấm chấm chấm. Những cái tên của họ, những người mà tên của họ ha, những người, dịch là những người mà tên của họ, tại vì who là phải chỉ người ha. Những người mà tên của họ trong danh sách khách mời ha, guest list, thì có thể tham dự vào cái buổi ăn trưa với cái người CEO. Vì đây mình thấy hai đứa này, cái thằng những người vị trí điều hành với lại những người có tên trong danh sách, hai đứa đó là gì? Nó cùng với lại nó cùng cùng dạng, đúng không? Người này hoặc là người kia, hoặc là người này và người kia. Vậy thì đáp án này mình sẽ có thể chọn hai đáp án, một là or hoặc là and ha. À, người này
Hoặc A hoặc là B có thể tham dự, hoặc là A và B có thể tham dự. Đó. Vậy thì ở đây mình sẽ dùng chữ or ha. Tại vì đây có chữ only, chỉ người này hoặc là người kia đó. Ha. Rồi, tiếp theo 64 các bạn nhìn đây, nó là một cái câu về gì? Một câu về từ vựng. À, rồi ở đây mình có gì? Permit, permit động từ chứ. Tại vì sao? Tại vì có chữ must. Chứ sau must sẽ là động từ đúng không? Động từ nguyên mẫu. Thấy mấy này mặt nguyên mẫu không? Rồi mình có permit là cho phép ha. Remit là gửi đi, nó giống như send vậy đó. Gửi nhưng mà thường nó đi với lại tiền ha, gửi tiền. Mặc mấy cái gì đó là liên quan tài chính thì mình sẽ dùng chữ remit thay vì chữ send. Rồi submit là nộp. Và omit là bỏ qua ha, omit là bỏ qua. Rồi vậy thì mình coi coi đây. Tiếp tục dịch mấy cái động từ mình coi coi phía sau nó danh từ nó là gì. Đúng không? Đây, thấy động từ thì coi phía sau danh từ nó là gì. Rồi mình coi danh từ là the original files of all tables and graphs. Rồi, cái file original là cái file mà nguyên bản đó ha, cái file nguyên bản của những cái bảng biểu ha, bảng biểu ha, tables and graphs là bảng biểu. Vậy thì làm cái gì những cái file này? À, cái file thì nhớ đến động từ gì? Động từ mà đi với chữ file thì nó sẽ là động từ nộp đúng không? Động từ mà đi với chữ file thì phải là động từ nộp, nộp cái file. Mà vậy thì đây mình dùng chữ submit ha. À, nộp cái file với lại những cái bảng biểu. À, nộp cái file mà có cái bảng biểu ha. Được chưa? Rồi, tiếp theo ha. Rồi, tiếp theo câu 65, các bạn nhìn vô đây, các bạn thấy, tự nhiên nhìn vô đây thấy còn had been verb in nè, rồi be verb in nè, rồi will be verb 3 nè, should be verb 3. Vậy thì nó là gì? Nó là câu chia thì, đúng chưa? Đây là một câu chia thì và mình ai mà nhanh trí nhìn vô mình phân loại liền, mình không có phân loại là thì gì mà mình phải phân loại gì. Rồi bạn nào đang xem thì có thể comment vào ha. Còn ai không biết thì tiếp tục theo dõi mình giải đề. Rồi, vậy thì mình thấy phân loại liền. Mình luôn luôn nhắc với các bạn á, khi mà mình làm cái bài tập mà chia thì đó hoặc là chia động từ thì mình phải phân loại được liền thằng nào là chủ động, thằng nào là bị động. Be verb 3 là bị động. Được chưa? Be verb 3 là bị động ha. Be cộng verb 3 quan trọng nha, hoặc là verb ed đi. Vô cùng quan trọng là bị động. Tại vì nhiều khi các bạn không có hiểu dịch nghĩa thì nhờ cái này mà lớp giúp cho các bạn loại được ít nhất là hai đáp án trong bài rồi. À, còn 50-50 thì cái đó là do số trời thôi. Rồi mình nhìn vô đây mình thấy B bước 3 thì có câu C và câu D là hai đứa này bị động đúng chưa? Vậy thì câu bị động thì mình làm sao để biết được là cái câu này nó bị động hay chủ động? Thì mình phải nhìn coi nó có tương ngữ hay không. À, vì mình nhìn ở đây thấy the number of the people. Vậy nó là the number of cái số lượng người, number là số lượng đúng không? Con số. Số lượng người nó là danh từ rồi chứ gì nữa? Danh từ mà đứng ở phía sau chủ ngữ. Ê, đứng phía sau động, mấy đứa này là động đúng không? Đáp án là động nè. Và có một cái danh từ đứng phía sau vậy thì nó có tân ngữ rồi. Danh từ, tân ngữ là danh từ ha. Tân ngữ là danh từ. Vì khi mà mình nhìn coi ở phía sau nó có tân ngữ, có nghĩa là có danh từ. Có tân ngữ ha, object là tân ngữ bằng với lại có danh từ ha. Có nghĩa là có danh từ là hay là có tân ngữ, vậy thì nó không phải là câu bị động. Thì có tân ngữ mà, có tân ngữ thì không phải là câu bị động. Vậy thì mình loại được câu C với câu D chưa? Thì mình còn câu A với câu B ha. Rồi còn câu A với câu B, vậy mình coi coi cái việc này diễn ra chưa. Đây là thì ví dụ các bạn không biết thì gì đấy, nhưng mà nhìn như chữ is nè, biết nó hiện tại không? Nhìn như chữ has nè, biết nó đã diễn ra rồi không? Quá khứ hoàn thành nè, này hiện tại tiếp diễn ha. Và khi mà nếu mà các bạn không biết thì các bạn nhìn vô các bạn cũng nhìn thấy cái này is là hiện tại, has là quá khứ, đúng không? Rồi, vậy thì cái này đã diễn ra rồi. Cái này là đang diễn ra. Ha, vì mình coi có cái câu này như thế nào. Tomorrow's manager's meeting diễn ra chưa? Chưa đúng không? Rồi, vậy thì sao mà chọn quá khứ hoàn thành được? Được chưa? Sao chọn quá khứ được? Chưa diễn ra mà. Vậy thì mình có thể chọn thì hiện tại ha. Được chưa? Mình có thể chọn hiện tại hoặc là hiện tại tiếp diễn. Mấy đứa nào liên quan hiện tại. Vậy thì câu này mình dịch sao? Mình dịch là cái ông này. Rồi, phó chủ tịch. À, thì đã hạn chế cái số lượng người
tham gia vào cái đang hạn chế cái số lượng người tham gia vào cái buổi tiệc, buổi gặp mặt quản lý ngày mai ha. Rồi tiếp câu 66, câu nãy gì làm hơi lâu, giờ mình tăng tốc nha mọi người. Nay chắc lố giờ quá. Rồi tăng tốc, tăng tốc. Rồi ở đây mình có các cái câu liên quan đến gì? Liên quan đến từ vựng ha. Rồi, rồi mình có initiated, nghĩa là kiểu như là được khởi xướng, đã khởi xướng nè, hoặc là được khởi đầu, cái đó khởi đầu khởi xướng thì mình có chữ initiated ha. Rồi convenience là tiện lợi nè. Persistent là kiên trì ha, persistent là kiên trì, và precautionary nghĩa là cảnh giác, được chưa? Cảnh giác hoặc là cảnh báo. Rồi, vậy thì khi mình nhìn vô đây, mấy đứa này là gì? Thấy cái đuôi này không? Đuôi E-N-N-E-N-T thì nó là đuôi của tính từ, đúng chưa? Nói lại ha, khi mà các cái từ này nó khác loại, từ nó khác nhau thì nó phải có một cái điều kiện là nó cùng một loại. Vậy các bạn cần phải xác định được là nó loại từ gì. Mấy đứa này là tính từ, vậy thì áp dụng công thức. Tính từ thì mình xem gì? Đây, tính từ thì mình coi coi danh từ phía sau nó là gì. À, coi coi cái danh từ này, cái tính từ nào nó bổ nghĩa được cho danh từ này. Rồi thì mình nhìn vô, mình thấy gì? Cung cấp cái gì, offer ha, cung cấp ra cái thời gian nè, cái giờ nè, hours là giờ ha, và cái vị trí tuyệt vời. Vậy thì cái giờ thì như nè, giờ và vị trí thì các bạn phải nghĩ ngay đến một cái tính từ mà liên quan đến sự tiện lợi, đúng không? À, một cái tính từ mà liên quan đến sự tiện lợi, ở đây mình có chữ convenience. À, cái giờ, cái thời gian, cái giờ hoạt động tiện lợi và cái vị trí tuyệt vời ha. Đó. Rồi, vậy thì các bạn dùng chọn câu B, được chưa? Rồi, nhanh quá thì các bạn có thể ứng ứng vô trong cái comment có gì ta? Có thể kêu chậm lại xíu ha, mà chắc không nhanh đâu, cũng thấy cũng chậm chậm mà ha. Rồi, tiếp theo rồi, gặp ngay mấy cái đứa giới từ. Mấy cái đứa giới từ hay là mấy cái đứa mà liên quan đến liên từ này, mấy đứa này phải phải dịch rồi. À, phải dịch. Rồi beyond là ra khỏi hoặc là bên ngoài ha. Beyond. Beyond là ra khỏi hoặc là bên ngoài. Between là giữa. Between thì nó phải đi với and, đúng không? Between thì phải đi với and. Rồi since nó có thể là bởi, nó có thể có nghĩa là bởi vì nè. Có thể có nghĩa là từ khi ha, bởi vì hoặc là từ khi tùy. Và against là ngược lại ha, against là hướng ngược lại. Thì thường against á nó thường đi với lại một cái động từ đứng trước đó, một cái động từ mà phản bác á. Ví dụ như là talk against có nghĩa là phản đối lại, nói chuyện mà phản đối lại ai đó. Lean against là dựa vào ai đó ha, kiểu như dựa ngược lại, chống lại đó, thì mình sẽ dùng cái chữ against. Rồi vậy thì mình nhìn ở đây, mình thấy gì? Cái máy này thì phải dịch ha, câu này thì phải dịch rồi. Thì các bạn cứ dịch vòng vòng xung quanh đi. Dùng xung quanh cái từ này. Ví dụ như biết tới đâu mình dịch tới đó. Ví dụ như là supervisor là những cái người, supervisor nó bằng với lại manager ha. Supervisor bằng với manager nghĩa là quản lý. Ví dụ bạn nào không biết supervisor thì có thể đưa vào ngữ cảnh nó là manager ha. Đó, các bạn chắc hay biết cái từ manager hơn. À, supervisor hay một cái người quản lý thì nên notify, noti đó mọi người là thông báo ha, nên thông báo gì ngay lập tức, immediately, ngay lập tức, về bất kỳ cái vấn đề nào chấm chấm chấm, những cái đâu là những cái ha, các bạn dịch từ trái trang sang phải ha, cái người quản lý nè nên được, nên được thông báo, nên được thông báo ngay lập tức về bất kỳ cái vấn đề nào chấm chấm chấm, những cái mà được nhắc đến trong cái cuốn sổ tay nhân viên. Vậy thì sao? Những cái vấn đề phải được thông báo ngay lập tức, những cái vấn đề chấm chấm chấm, những cái mà đã được nhắc ở trong cái cuốn sổ nhân viên thì bên ngoài, đúng không? Có nghĩa là ngoài những cái mà trong cuốn sổ thì phải nên được thông báo về những cái vấn đề mà khác nó nữa, thì đây mình sẽ dùng chữ beyond ha, nghĩa là bên ngoài. Đó, những cái vấn đề bên ngoài, những cái those, đây là những cái ha, those nó có thể chỉ người nè và nó có thể chỉ vật ha, nó vừa có thể chỉ người và những chỉ người thì nó có nghĩa là những người mà, còn chỉ vật thì nó có nghĩa là những cái mà ha. Rồi, ok, rồi
Tiếp theo câu 68, ở đây mình nhìn vô gì? Mình nhìn vô đáp án một lần nữa. Rồi có result là kết quả ha. Order là đặt hàng. Hoặc là đơn hàng, đơn hàng đi, tại vì mình thấy choice ở đây là danh từ. Vậy thì mình cần phải dịch mấy đứa này ở dạng danh từ ha. Kết quả nè. Đơn hàng nè. Sự lựa chọn nè. Và sự thay thế. Replace nãy replace là động từ, vậy thì replacement là danh từ ha, sự thay thế. Vậy thì ở đây mình có cái cấu trúc là had no chấm 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 but to. Rồi, vì các bạn có thể ghi vào cấu trúc had hoặc là has hoặc là cái gì đó, tóm lại là có không ha, has no. Rồi mình để ở dạng nguyên mẫu đi, have no choice but to. À, đây là một cái cấu trúc ha, có nghĩa là không còn cái sự lựa chọn nào nào khác ngoài cái việc phải làm gì. Have no choice but to. À, ở đây mình sẽ dùng chữ choice. Không còn cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc gì ha. Ở đây mình sẽ dùng chữ, chọn câu C, câu này cấu trúc thôi ha. Cô ấy không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc là phải chi thêm miếng tiền cho cái đám cưới. Rồi, tiếp. 69 ở đây mình lại nhìn vô đáp án ha. Rồi mình có resemble có nghĩa là tương tự ha. Tương tự hoặc là giống giống đó, giống, resemble giống, tương tự. Rồi overlook nó có hai nghĩa. Nếu mà overlook cái tòa nhà mà overlook cái dòng sông thì có nghĩa là nhìn ra. Cái tòa nhà nhìn ra con sông thì mình sẽ dùng chữ overlook. Còn không thì mình có thể ghép, nó ghép giữa hai động từ. Over là qua, đúng không? Over là qua và look là nhìn. Vậy thì nhìn qua có nghĩa là gì? Là nhìn qua loa đó. Overlook là kiểu nhìn qua, xem qua thôi, xem đại. Overlook ha. Rồi require là yêu cầu và match là tương thích ha, match là tương thích hoặc là ghép nối. Rồi, vậy thì ở đây mình thấy mình nhìn coi. Cái động từ tiếp tục. Đấy, động từ thì mình nhìn như có danh từ nó là gì? À, có cái động từ này thì đi với danh từ vậy. Rồi, vậy thì ở đây mình có each dish, dish ở đây. À, nó có nghĩa là cái đĩa hoặc là dish cũng có nghĩa là món ăn. Vậy mình phải biết là nó đang nói về gì. Ở phía trước là mình thấy, ví dụ các bạn nhìn vô các bạn thấy kitchen. Rồi, thấy food nè. Vậy có liên quan đến món ăn không? Món ăn vì dish ở đây phải là cái món ăn nè. Dish phải là món ăn. Dish có hai nghĩa ha, cái đĩa chẳng ai nói về cái đĩa. À, đây phải là món ăn ha. Cái món ăn. Rồi, each mỗi món ăn. Vậy thì cái gì? À, cái nhà bếp này thì nó cung cấp cái món ăn fusion ha. Với một cái món này nó có gì? Nó có một cái danh sách rượu tuyệt vời để mà chấm 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 mỗi món ăn. Vậy cái danh sách rượu này, cái rượu này nó như thế nào với món ăn? Nó phù hợp với món ăn đúng không? Phù hợp thì ở đây mình sẽ dùng chữ match. Cái danh sách rượu này nó phù hợp với lại mỗi đĩa thức ăn ha. Rồi, đây mình có chữ match. Đó. Rồi tiếp theo câu 70. Nhìn vô đây. Đây. Mấy cái thằng chia về thì đúng chưa? Chia về thì, chia về động từ. Rồi mình nhìn coi có thằng nào bị động không? À đây đây, thằng D này bị động nè. Vậy thì mình nhìn vô đây, mình thấy ở phía sau là chữ does. Vậy thì các bạn khoan kết luận nó là câu bị động ha. Tại vì sao? Tại vì hôm trước mình có học những cái động từ phía trước that, that có nghĩa là that mà đứng ở phía sau động từ, nó có nghĩa là rằng. Ví dụ như là talk that, nói rằng, speak that, nói rằng. Hoặc là insist that, khăng khăng rằng. Vậy thì sau ở phía trước chữ that thì nó có nghĩa là nó phải là động từ ha. Và trong cái trường hợp là nếu như phía sau nó là chữ that á, thì mình sẽ không có xét nó là bị động hay chủ động ha. Hồi nãy mình xem là, ví dụ cái câu hồi nãy thì mình cần phải xem là nó bị động hay là chủ động để mình loại đáp án. Thì vì thằng này nó có hai đó, hai thằng bị động lận, đúng không? Nó có hai thằng bị động. Và khi mà các bạn nhìn là các bạn thấy rõ ràng phía sau nó có tân ngữ nè, đâu phải chữ đáp đâu mà nó là tân ngữ, thì các bạn loại ngay hai cái đáp án bị động đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này các bạn nhìn thì các bạn thấy là nó là chữ đáp. Đáp là rằng, phía trước đáp là động từ ha. Và trong trường hợp này không phải là động từ bị động ha, chữ đáp không phải là tân ngữ, nhưng phía trước nó không phải là câu bị động, không phải là câu bị động mà không có chia câu bị động đối với những cái từ mà ở phía sau nó là that ha. Ngay phía sau nó là that thì ở phía trước mình sẽ chia chủ động. Có nghĩa là sao? Tóm lại là mình loại cái D đi ha. Thằng that này mặc dù nó không phải là mình có thể nói là that là tân ngữ đó. Nguyên cái cục ở đây nè.
Nó là mệnh đề đúng không? Nguyên cái cục này nó là mệnh đề. Được, là một cái đại từ, mệnh đề danh từ. Nguyên hàng này là tân ngữ rồi, có động, tóm lại nó có tân ngữ ha. Vậy thì đây không được chia ở dạng bị động, được không? Ở đây không được chia ở dạng bị động ha. Khi mà mình thấy có that rồi nguyên cái vế phía sau thì không được chia ở dạng bị động ha. Nói rồi đó nha. Rồi, vậy thì ở đây động từ đây phải là chủ động. Vậy mình có A, B và C. Chủ động và phải là động từ chính. Vậy thì mình loại được thằng nào nữa? Mình loại được chữ A nữa, loại được câu A. Tại vì nó là sai gì? Nó là to, to verb. To verb không phải là động từ chính. Loại câu A, loại câu D đi. Được chưa? Rồi, đó. Vì đối với những cái câu mà chia về động từ hoặc là chia thì á, luôn luôn các bạn loại được hai đáp án ha. Rồi, vậy thì còn B với lại C. Vậy thì mình sẽ chọn cái nào? Các bạn coi cái này diễn ra chưa? Đúng chưa? Coi coi diễn ra chưa? Rồi. Cái ông này insist là khăng khăng ha, khăng khăng rằng tất cả những cái người lao động ha, cái người lao động của bả hoàn thành cái khảo sát, mặc dù những cái câu hỏi là đã không liên quan đến họ. Rồi, vậy thì đã hoàn thành khảo sát mặc dù những câu hỏi đã không liên quan, vậy thì khi mà có chữ đã nè, were, quá khứ đúng không? Vậy cái này diễn ra chưa? Cái này diễn ra rồi, diễn ra rồi, vậy thì mình sẽ dùng be, câu B ha. Had insisted. Được chưa? Rồi, quá dễ ha. Nhìn thấy đây có chữ were, canh chữ were ha. Rồi, cái gì đó đã diễn ra, dùng chữ had. Rồi, tiếp theo. Cái nào mà không hiểu thì các bạn la lên nha, la lên, la lên. Mình sẽ ở đây hướng dẫn cho các bạn làm chậm chậm. Rồi, tiếp theo ở đây mình có câu 71. Ở đây các bạn nhìn vô đây, các bạn thấy à, câu này là một cái câu mà liên quan đến từ nói. Vậy thì phải dịch rồi, câu liên quan từ nói luôn luôn phải dịch. Rồi, as well có nghĩa là cũng ha, as well là cũng, instead là thay vì, that là rằng ha, và while là trong khi. Vậy thì mình coi coi câu số 71 nè, thông báo rồi này trúng tủ luôn. Sau động từ thông báo thì thông báo gì, chủ ngữ nè, y chang câu nãy đúng không, chủ ngữ rồi động từ và phía sau nó là chữ gì đó, rồi tới chủ ngữ rồi động từ. À, nó là chữ that, đúng chưa? Thông báo rằng cái công ty này thông báo rằng, rồi cộng với mệnh đề phía sau chủ ngữ vậy ha, y chang câu nãy đúng chưa? Câu này chủ ngữ nè, động từ nè, rồi that nè, rồi chủ ngữ nè, động từ nè, được chưa? Rồi y chang câu nãy luôn ha. Rồi tiếp theo. Rồi, câu 72 ở đây mình có gì? Rồi, lại tiếp tục là một cái câu về từ vựng. À, vậy thì mình cần phải dịch ha. At least là ít nhất ha. At least là ít nhất. Such as thì nó liên quan đến liệt kê ha. Such as thì sẽ là liệt kê ha, như là A, B và C gì đó. Rồi, along with là song song với, cùng với, và rather than là rather than là thay vì ha, rather than thay vì làm cái gì đó. Rồi vậy thì mình sẽ chọn đáp án nè. Ở đây mình có nhìn vô câu 72. Rồi, các bạn đó tương tự với lại câu số câu cái câu mà bắt số 5 thì các bạn cũng nhìn vô đáp án trước ha và các bạn xem cái câu này. Rồi, vì coi coi. Cái công ty này also là cũng à, cũng chia sẻ rằng, share ở đây là chia sẻ có nghĩa là nói đó, nói rằng nó dự định tuyển chấm 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 40 người, hire là tuyển ha. Rồi, tuyển chấm 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 40 người ở cái địa điểm mới. Vậy thì nó tuyển sao? Nó tuyển ít nhất 40 người, đúng không? À, đi với at least. Chẳng lẽ liệt kê đâu, liệt kê đâu. Along with là song song với, ví dụ như là nó kế hoạch là tuyển 40 người song song với 40 con chó canh nhà hoặc là 40 cái người bảo vệ, ví dụ vậy thì mình mới dùng chữ along with là song song với. Đó. Nó cũng đâu so sánh đâu mà mình dùng rather than. Không có so sánh ha. Rồi, tiếp theo ở đây mình có câu 70, ê câu 73. Các cái động từ ha, makes là làm, comes là đến, works là làm việc ha và appears là xuất hiện. Rồi, câu 73 mình có gì? This news chấm 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 as a welcome surprise. Rồi, mình có một cái cụm cho các bạn lụm hơn ngày hôm nay ha. Thì các bạn lượm cái cụm này vô,
Cái tin tức này come as a welcome surprise, hoặc là mình có cái cụm là comes as a surprise, có nghĩa là đến một cách bất ngờ đó, đến một cách bất ngờ mà được chào đón. Welcome surprise nè, come as a surprise. Rồi, come as a surprise, comes as a surprise, có nghĩa là đến một cách bất ngờ ha. Đó. Rồi một cái cụm luôn, ở đây mình chọn chữ B ha. Tại vì this news mà, news ở đây là tin tức nha, chứ nó không liên quan gì đến việc mà số số nhiều nha, không phải số nhiều. Mà news ở đây có nghĩa là tin tức ha, danh từ đó, danh từ số, con danh từ không đếm được ha, news. Rồi, tiếp theo câu 74 để làm cuối, à cuối rồi, vậy thì làm luôn. Rồi câu 74 nè. Vậy thì khi mà các bạn điền cái câu 74 thì các bạn cần phải nhìn gì? Nhìn vô câu phía trước và câu phía sau. Và mình xem coi mình đang cần tìm một cái câu liên quan đến cái vấn đề gì. Thì mình coi phía trước và phía sau. À phía trước là ở đây. Phía sau là ở đây, coi khúc này. À, vậy thì cái công ty này rất là excited, rất là hào hứng về cái dự án mới Venture. Venture nó là project. Các bạn biết chữ project đúng không? Project là dự án. Vậy thì mình có chữ venture cũng là dự án ha. Venture, dự án, thường là dự án đầu tư á, mấy cái dự án mà liên quan đến đầu tư thì mình sẽ dùng chữ venture ha. Rồi rất là hứng thú về cái dự án mới này chấm chấm chấm, làm ơn hãy stay tuned. Đó, bạn nào mà xem YouTube á thì hay hay gặp chữ stay tuned nè, nghĩa là đón chờ đó, chờ đón cái thông báo về việc làm forthcoming là sắp đến ha. À, làm ơn hãy chờ đợi cái thông báo việc làm sắp đến. Thì liên quan đến gì? Thứ nhất là liên quan đến job, thứ hai liên quan đến dự án. Rồi tìm cái câu nào liên quan đến dự án, còn hoặc là liên quan đến job, một trong hai thôi, đúng chưa? Tại vì vòng vòng nó liên quan đến hai đứa này mà. Rồi ở đây mình có câu A, chúng tôi sẽ bán cái furniture, tuyển bán đồ nội thất. Furniture là nội thất không liên quan rồi đó, được chưa? Rồi câu B, cái kế hoạch này gọi kêu gọi ha, call for có nghĩa là kêu gọi chứ không phải gọi điện đâu ha. Gọi kêu gọi gì? Cái sự tạo ra cái bãi giữ xe rộng rãi, tự nhiên tạo bãi giữ xe không liên quan hết chưa. Rồi tiếp theo cái một cái grand opening event, một cái sự kiện ra mắt, một cái sự kiện khai trương. Khai trương thì đang được dự định cho tháng tới. Rồi câu này nó sẽ đúng khi mà cái chữ đờ á, cái chữ ờ đó, thay vì dùng chữ ờ á thì người ta dùng chữ đờ á, thì có thể đúng nha. Nhưng mà ở đây nó có chữ ờ có nghĩa là gì? À, có nghĩa là sự kiện này là sự kiện nào đó không biết. Ờ là không xác định, đại từ không xác định, từ hạn định không xác định. Vậy thì nãy giờ có nghĩa là gì? Nếu mà đưa trong ngữ cảnh này á thì không biết cái bà này đang nói về sự kiện nào hết trơn á, tại vì không xác định mà. Chữ ờ không biết là sự kiện nào hết. Nếu như chữ đờ thì ý là bà đang nói về cái sự kiện mở cái chi nhánh mới thì được, nhưng mà ở đây bà dùng chữ ờ cho nên là loại, được chưa? Vậy thì nó nhiều khi nó sai một chữ ờ thôi đó mà nó sai hết cái bài, nó dẫn đến cái câu này không phải là đáp án của mình ha. Rồi và cuối cùng câu D, chúng tôi mong đợi được phát triển cái nguồn lực ở địa phương. À, vậy thì liên quan đến job đúng không? Nguồn lực địa phương, labor force, nguồn lao động ha. Labor là liên quan đến lao động nè, labor lao động giống nhau không? Đó, nhiều khi các bạn học từ vựng kiểu đó để mà dễ nhớ ha, labor lao động đó. Được chưa? Rồi, vì liên quan đến job đúng không? Công việc nè, liên quan đến nguồn lao động ha. Rồi, chọn câu D. Rồi, tiếp theo câu 57. Ở đây mình có gì? Rồi, nhìn vô biết ngay luôn. Ở đây là các cái bài về động từ, đúng không? Chia thì. Nó chia thì và ở đây mình có gì? Be với ba nè. Đây, câu C nhìn vô hai phát. Biết ngay nó là câu bị động. Vì mình nhìn vô câu 75, mình thấy ở phía sau có gì? It's newest products. Vậy thì nó là tân ngữ đó. À, khi mình thấy cái chữ it's nè, đại tính từ sở hữu, vì sau tính từ sở hữu thì mình phải biết được nó là danh từ, vậy thì nguyên cái cục này nó sẽ là danh từ luôn, được chưa? Nguyên cái cục này từ chữ x nè, một cái tính từ sở hữu cộng với là một cái danh từ phía sau thì nó sẽ là tân ngữ, đúng không? Đây có tân ngữ, có danh từ là có tân ngữ ha, có danh từ có nghĩa có tân ngữ đó. Vậy thì cái câu này câu C loại đầu tiên ha, tại vì nó đâu phải câu bị động, có tân ngữ mà. Rồi vậy thì cái công ty này chấm 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 cái gì đó, cái sản phẩm mới nhất của nó vào ngày hôm nay. Vậy thì diễn ra chưa? Diễn ra chưa? À, launch nghĩa là ra mắt, đã ra mắt ngày hôm nay hay là sẽ ra mắt ngày hôm nay. À, vậy thì các bạn sẽ chọn giữa một trong hai đáp án là đã ra mắt, nhất là D, còn hai là B ha. Ở đây mình không chọn câu A nha, tại vì sao?
Đấy. Đây là thứ nhất đó là sự kiện. Sự kiện thì mình sẽ không có chia thể hiện tại đơn ha. Sự kiện không có chia thể hiện tại đơn. Khi mà mình miêu tả về cái hành động hay là cái công ty đó làm cái gì đó lặp đi lặp lại, hoặc là mình miêu tả về gì đó, miêu tả về sản phẩm thì mình mới dùng thể hiện tại đơn. Nhưng khi mà nói về sự kiện ra mắt sản phẩm hay là cái sự kiện gì đó thì không có dùng thể hiện tại đơn ha. Một là tương lai đơn, hai là quá khứ, là ví dụ trong đáp án này mình có B hoặc là D. Vậy thì hôm nay là ra mắt chưa? Ra mắt rồi đúng không? Nó đã ra mắt rồi nó mới lên báo. Rồi, đã ra mắt rồi cho nên mới lên báo nè. Còn nếu không thì các bạn có thể xem cái câu tiếp theo ha. Các bạn có thể xem cái câu tiếp theo. Rồi ở đây có biết thì gì chưa? Chưa luôn. Đang nói về cái một cái bộ state of art, là cái cụm từ state of the art, có nghĩa là xịn đó, kiểu như sang xịn mịn đó. State of the art wireless earphones, có nghĩa là cái bộ tai nghe không dây xịn sò. À, rồi ở cái sự kiện này thì cái trưởng cái chủ công ty nè của cái phòng phát triển sản phẩm là cái bà này thì đã thông báo rằng đã thông báo rằng diễn ra chưa? Rồi nó diễn ra rồi đó. Cho nên đây mình sẽ chọn câu D. Tuyệt chưa? Rồi, tiếp ha. Rồi, 76 ở đây mình sẽ dùng cái nào? Rồi, mình có as for là với, đối với, as for là đối với ha. Hay là về cái việc gì đó, as for là về vị gì đó hoặc là đối với ai đó. Rồi, rather than là thay vì đó ha. Rather than các bạn nhớ nó bằng với instead đi, thay vì làm gì đó. Rồi, aside from là bên cạnh và because of là bởi vì ha. Rồi vậy mình dùng gì? Rồi mình nhìn cái câu này trước. Mình nhìn cái câu này mình thấy có dấu phẩy không? À vậy thì chỉ nếu mà nó có nghĩa có dấu phẩy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thằng mà liên từ này nè, từ nói này nè, nó liên kết giữa hai vế trong câu này. Mình không có cần phải đọc cái câu trước đó ha. Nếu mình thấy trong cái câu này có dấu phẩy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nội dung bao hàm nó nằm ở trong cục này là xong rồi. Được không? Nó liên kết mấy cái từ này ABCD này là nó liên kết giữa hai vế trong cái câu này ha. Có dấu phẩy có nghĩa là liên kết giữa hai vế trong câu này. Thì các bạn khỏi cần phải nhìn câu phía trước gì hết ha. Rồi, vì mình dịch cho cái câu này phải dịch được đó. Bạn nào mà nói là làm cái bài này dễ quá, không cần phải học từ vựng đâu, đúng. Phải học từ vựng chứ. Không học từ vựng sao làm. Rồi, cái thiết kế slick, thiết kế mà bị lộ ra, thiết kế mà đưa ra ha. Thì một vài cái features là tính năng và functionalities, có nghĩa là chức năng, tính năng và chức năng sản phẩm thì cũng đã được mention, đã được nhắc đến. Vậy thì chấm 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 thiết kế nè thì tính năng với chức năng cũng được nhắc đến, vì nó liên quan đến gì? Một cái từ mà nó có thể bổ nghĩa trong câu này là từ aside from, đúng không? Bên cạnh cái thiết kế được đưa ra thì một vài cái tính năng và chức năng của sản phẩm cũng được nhắc đến ha. Rồi, tiếp theo câu 77. Ở đây câu 77 mình làm cuối cùng ha, mấy cái câu này mình làm cuối cùng ha, tiết kiệm thời gian. Ví dụ như các bạn mà làm thấy mà lâu quá chưa xong á thì các bạn lụi. Chờ, lụi câu không sao. Rồi, câu 78. Rồi, tiếp tục lại là một cái câu về dịch ha, một cái câu dịch tại vì nó liên quan đến mấy cái liên từ, từ nói, từ ghép gì đó. Giới từ. Giới từ thì hên xui, có thể dịch có thể không. À, nhưng mà phần lớn thì những cái bài liên quan đến mấy đứa này thì các bạn cần phải dịch ha. Rồi in order that là để. In order that với in order to nó bằng với, nó có nghĩa là để ha, giống như là to gì đó, để. Rồi in though là mặc dù. Now that bây giờ đã có thể ha. Now là bây giờ, that là đã có thể. Now that. Và whether là liệu ha, whether là liệu. Rồi vì câu 78 mình nhìn ở đây mình thấy gì? Dịch phải dịch cái câu này thôi chứ sao giờ. Rồi dịch nguyên cái câu này ha. Rồi, thêm vào đó in addition, thêm vào đó thì cái tai nghe này có thể easily connect, có thể kết nối một cách dễ dàng tới nhiều variety of ha, nhiều cái gì? Những cái thiết bị nè, điện tử phổ biến. Chấm 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 chúng là điện thoại nè, máy tính bảng hay là laptop. Vì đây mình sẽ dùng gì? Mình sẽ dùng thế vô thì mình thấy có chữ whether ha, bất kể hoặc là liệu. Liệu chúng có phải, chúng có là máy tính điện thoại nè, máy tính bảng hoặc là laptop. Được chưa? Kết nối với lại nhiều cái thiết bị điện phổ biến bất kể ha, hoặc là liệu.
À, whether có nghĩa là bất kể hoặc là liệu. Liệu hoặc là bất kể. Bất kể nó là điện thoại nè, à, máy tính bảng hoặc là laptop ha. Rồi bây giờ mình dòng lên câu 77 mình làm. À, câu 77 thì tương tự đúng không? Nãy mình nói hướng dẫn các bạn rồi. Vì mình làm câu 77 mình phải đọc một câu phía trước và một câu phía sau. Thì câu phía trước này nãy mình đọc rồi đúng không? Nó nói về gì? Nó nói về cái thiết kế nè và cái chức năng được nhắc đến. Rồi, câu thứ sau thì mình đọc luôn rồi đó. Nãy mình mới đọc xong luôn rồi. À, bên cạnh đó thì cái tai nghe dễ kết nối với lại những cái từ đó. Thì cái đông tóm lại là cái chỗ này nó đang nói về sản phẩm đúng không? À, nói về thiết kế sản phẩm nè, rồi chức năng của sản phẩm nè. Ở phía sau thì nó nói là có thể kết nối với lại gì nè, có nghĩa là nói về sản phẩm. Vậy mình kiếm cái câu nào liên quan đến sản phẩm mình chọn. Rồi, ở đây mình có gì? À, công ty đã được thành lập 20 năm trước. Không liên quan, đâu liên quan đến sản phẩm đâu. Nói về công ty mà, thì nó phải nằm ở đoạn đầu hoặc là đoạn cuối ha. Rồi, câu B. À, nó đi với lại một cái microphone và một cái hộp sạc pin chung với nó. À, liên quan đến sản phẩm không? Có, đúng không? Nó đi với, à, thứ nhất là chữ X. X giúp cho mình biết được là nó đang nhắc đến cái vật trước đó, có nghĩa là cái tai nghe đó. À, cái tai nghe nè, có gì? Có cái bộ micro với lại cái hộp sạc. Rồi, câu này nó là gì? Có 12 cửa hàng ở khắp cái bang, không liên quan đến sản phẩm ha. Và cuối cùng là cái giá của nó vẫn chưa được thông báo, cũng không liên quan sản phẩm luôn. Được chưa? Thì cái mà liên quan nhất là câu B đúng không? Nó có cái này, nó có cái kia. Nó bị nãy nói về chức năng, nó bị thiết kế rồi. Thì mình có nói về cái bộ nó ha. Cái bộ nó gồm có gì đó. Rồi, chuyển sang bắt số 7 ha. Thì các bạn nhìn vô. Nếu như có ai comment không ta, không để ý luôn. Rồi, tiếp theo ha. Ở đây mình có gì? Bắt số 7. Thì ở đây các bạn làm tương tự. Mình sẽ làm gì? Làm từ trên xuống dưới ha. À, nói với các số 7 thì các bạn cũng đừng lo lắng quá nhiều, thấy nhiều chữ quá bị ngán. Nhưng mà thật ra thì bắt số 7 không có nhất thiết là các bạn cần phải hiểu hết cả bài ha. Cũng như bắt số 6, các bạn hiểu sơ sơ cũng được ha, hiểu sơ sớm được, nhưng mà bắt buộc phải học từ vựng ha. Học càng nhiều từ vựng càng tốt. Được chưa? Càng nhiều từ vựng càng tốt. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là mình ngồi mình dịch cả bài. Mình dịch cả bài lúc mình luyện tập thôi. Còn lúc mình đi thi á thì mình phải biết là cái từ nào mình cần phải dịch. Đó, mình phải cần biết là mình tìm đáp án nằm đâu. Rồi, vậy thì câu 79 là các bạn nhìn vô các bạn thấy gì? Câu hỏi ha, phải hiểu được câu hỏi nè. Phân loại được câu hỏi đó là loại câu hỏi gì để mình tìm cho nhanh. Rồi, câu thứ nhất nó hỏi gì? What are residents of King Town requested to do? Vậy thì câu này là câu gì? Chi tiết. Vậy thì câu chi tiết đối với câu chi tiết thì mình cần phải làm gì? Cần phải kiềm keyword trong bài. Chi tiết là gì? Cái residents. À, cái người dân ha, cái dân cư ở King Town thì nó được yêu cầu làm gì? Requested. Vậy cái keyword là gì? Resident nè, King Town nè và requested. Kiếm cái khúc nào nó liên quan đến ba đứa này thì cái câu đó nó là đáp án. Chờ, vậy thì mình lướt từ trên xuống dưới ha. Rồi mình lướt thấy chữ King Town rồi nè, thấy chưa? Rồi lướt tiếp chưa thấy resident? Phải lướt chứ. Rồi household và required, thấy chưa? Require được yêu cầu. Ở đây mình có household là hộ gia đình, từ đồng nghĩa với lại residence, à, cư dân, à, với lại hộ gia đình ha. Rồi vậy thì được yêu cầu là gì đây? Đáp án nằm đây. Đúng chưa? Được yêu cầu là phải separate, là tách. Tách cái gì? Tách rác của họ thành waste and recyclable materials, thành rác và những cái vật dụng mà tái chế được. Vậy thì yêu cầu phân loại rác ha. Thì mình chọn nào? Use different garbage bags. Có nghĩa là dùng những cái túi rác khác nhau, không liên quan. À, separate the garbage. Đúng không? Rồi đúng luôn. Yêu cầu phải phân loại rác nè, separate. Phân loại garbage, phân loại rác. Ở đây có luôn. Separate nè, the garbage. Đúng không? Rồi rồi. Rồi câu 79 quá là dễ luôn ha. Nhìn vô cái chọn được đáp án luôn. Rồi câu 80. Ở đây cứ phải là mình phải đọc ngồi từ đây, trời ơi cái bài này dài quá cô sao làm. À, mình đâu cần phải đọc hết bài đâu, các bạn tìm keyword là được, cho nên các bạn cần phải xem video để mà biết được là 7 loại câu hỏi trong phần trick reading part 7 bắt 7 là cái gì để mình tìm đáp án cho nó nhanh ha. Rồi câu số 7 đó nó là gì? Tại sao cái người dân cư này lại có khả năng là phải nên gọi điện cho bà Hugh?
Thì đây mình có chữ most likely. Khi mình gặp chữ most likely á, có nghĩa là các bạn sẽ không có nhìn thấy câu trả lời trực tiếp ở trong bài đâu, mà các bạn phải suy luận. Ha, đây là một cái câu suy luận, nhưng mà câu suy luận loại dễ. Tại vì sao? Tại vì mình thấy có keyword. À, keyword là gì? Keyword là Miss Hill, bà Hill. À, gọi điện cho bà Hill và chữ call, gọi điện và bà Hill. Vậy thì mình lướt cả bài, mình tìm ra được cái bà Hill này. Vậy thì thường á, gọi điện á, số điện thoại người ta để lại á, người ta kêu liên hệ ai đó nằm đâu? Nằm ở cuối bài. Thì các bạn có thể lướt, ví dụ lướt cho gần nhanh. Rồi, nhìn thấy số điện thoại chưa? Rồi, bà thấy bà Hill chưa? À, please call Lauren Hill. Rồi, à, chấm 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 or email her. À, chấm chấm chấm. If you have any questions considering concerning employment at the recycling center. Vậy thì gọi điện cho bà nếu như mà có bất kỳ các câu hỏi nào mà liên quan đến concerning là liên quan đến cái việc tuyển dụng nè ở cái trung tâm tái chế rác à, recycling center. Vậy thì ở đây mình nhìn đâu? Mình nhìn đáp án, mình chọn chứ sao? Rồi. À, tham gia vào cái hội đồng làm chính sách making à, làm gì? Làm chính sách tái chế. Rồi, không phải à, tiện gì mà tham gia hội đồng dữ vậy. Rồi, câu B. À, để mà gợi ý những cái sự cải tạo, cải thiện nè cho cái hệ thống, cũng không phải luôn. Rồi, để mà hẹn ha, make appointments là để hẹn, hẹn gặp cái người thị trưởng của thành phố, không đúng luôn. Và câu D là để apply to work, ứng tuyển làm việc ở cái trung tâm tái chế, đúng không? Rồi đúng luôn, apply là biết, apply to work là biết ứng tuyển đó. Mấy bạn đi làm á thì hay dùng chữ apply, đúng không? Apply công việc này, apply công việc kia, đó là ứng tuyển đó, đúng chưa? Thì nó liên quan đến employment ha. Employment là cái nghề nghiệp với cái vị trí ở công ty đó ha, việc tuyển dụng được á. Rồi tiếp theo câu 81. Đó, vì câu nãy mình làm easy ha, đơn giản, mình không cần phải đọc cả bài ha. Tương tự câu 81 cũng vậy, thứ hai cũng vậy ha. Rồi câu 81, purpose. Đây, loại câu hỏi đầu tiên ha. Purpose là câu về mục đích. Mục đích của email là gì, mình nhìn vô gì. Nhắc hoài luôn, câu hỏi về mục đích thì nhìn vô, thứ nhất nhìn vô đối với bài mail thôi ha. Email nè, nhìn vô gì, nhìn vô câu hỏi. Bài này có câu hỏi không? Không có, vậy thì thôi ha, nhìn vô câu hỏi đầu tiên. Rồi, nếu như không có câu hỏi thì mình đọc nửa đoạn, nửa bài thôi, hoặc là mấy cái đoạn đầu thôi, thường là nó ra rồi ha. Nếu như không có câu hỏi ha, thì mình đọc mấy cái khúc đầu là nó ra rồi. Rồi, vậy thì mình coi coi, mục đích của nó là gì? The photographs from your sales conference are now available. À, những cái bức hình từ cái buổi hội nghị về kinh doanh nè, bây giờ thì đã sẵn sàng rồi. À, chúng đã được đăng ở trên website của chúng tôi, ở cái vị trí gì đó. À, nơi mà bạn có thể xem chúng khi mà có thể nè, khi mà với thời gian rảnh rỗi nè, và đặt cái đơn hàng online ha. Nếu như bạn yêu cầu thông tin về cái việc mà đóng khung theo yêu cầu nè, làm khung ha, hoặc là có câu hỏi gì về cái những cái lựa chọn available á, những cái lựa chọn có sẵn á, về cái việc mà chỉnh sửa ảnh digital, có nghề chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số nè, thì làm ơn hãy gọi điện cho tôi và tôi sẽ rất là vui vẻ với mà giúp đỡ bạn. Đó, tóm lại lại vì cái bài này nói về cái gì. Rồi, vì sau khi mình đọc cái đó, mình biết nó nói về gì, về việc là cái công ty A nó chụp hình, đúng không, chụp hình cho công ty B, sau nó đăng trên website của nó, rồi nó nói là nếu như bạn có muốn dịch vụ ABCD gì đó thì hãy liên hệ với chúng tôi, hoặc có thắc mắc thì liên hệ chúng tôi. Đó, tóm lại nó đang nói về dịch vụ của nó, đúng không? Có thể là cái ông kia xài rồi, xong rồi bây giờ nó trả kết quả. À, rồi vậy thì mình coi coi đáp án nào phù hợp. Rồi câu A là yêu cầu cái hóa đơn cho cái dịch vụ. Ở đây nó có đòi tiền không? Không, đúng không? Cái đơn này nó đâu có yêu cầu cái invoice đâu. Đâu có đòi hóa đơn đâu, đúng không? Mặt khác, cái người mà biết mail là gì? Là cái công ty đã thực hiện cái dịch vụ. Vậy thì cái công ty mà mua cái dịch vụ của nó phải đòi hóa đơn chứ. Tự nhiên nó đi đòi khách của nó là sao? À, chứ ở đây là đòi cái hóa đơn là sai ha. Rồi, cái người viết thư này là cái công ty dịch vụ và đang nhắn tin cho khách của mình. Mà tự nhiên đòi nhắn tin cho khách mà đòi hóa đơn thì thấy nó không hợp lý tí nào.
Rồi câu A loại nha, được chưa? Rồi khi mà các bạn đọc thì các bạn phải xác định được là A và B là ai ha. Tập quen ở nhà khi mà mình có thời gian á thì mình nên xác định, để mà khi mà các bạn làm bài thiệt á thì các bạn sẽ làm nhanh, hiểu được ngữ cảnh nó nhanh. Các bạn đành nhìn vô phải biết là A là ai, khách hay người bán. Rồi A là người bán, vậy thì B là khách ha. Rồi thằng người bán nó nói nhắn nhắn tình dần khách, nó nói đóng này, vậy thì câu A sai. Rồi câu B, để sắp xếp buổi chụp ở studio, chụp chưa, chụp rồi đúng không, chụp ở hội nghị rồi. Rồi câu B sai luôn, không liên quan. Rồi câu C, để thay đổi cái để mà tính phí khách hàng, charge ở đây là tính phí ha, sạc hoặc là tính phí sạc pin đó, mà ở đây thì nó liên quan đến gì, tính phí ha, tính phí khách hàng vì cái refreshment là vì cái bữa ăn nhẹ đó ha, ở cái hội nghị ở đây. Một lần nữa không liên lên, không có nói gì về chi phí gì hết trơn. Rồi câu C sai luôn, rồi vì đáp án C chứ đáp án D chứ gì nữa ha. To clarify, để làm rõ về cái chi tiết về đơn hàng của ông, của cái ông khách ha. Rồi vì nó đang nhắc nhở là tôi có cái này và tôi có dịch vụ ABC này thêm, nếu như bạn có thắc mắc gì đó thì hãy liên hệ với tôi. Có phải là nó đang làm rõ không, làm rõ về đơn hàng của ổng đó, cho nên đây là chọn của D ha. Rồi tiếp theo là cái Mr. Brown, cái ông này offer to help, vậy thì mình có cái từ gì offer, đề nghị, đề nghị giúp cái gì. Ông này ổng đề nghị giúp cái gì, mình dịch từ trái sang phải ha. Ông này ổng đề nghị giúp như thế nào ha, ông này ông Mr. Brown đề nghị giúp như thế nào. Vậy thì đây nãy mình đọc mình thấy có chữ gì, có chữ help đúng chưa, keyword đó, giúp gì. Please call me at my studio and I will be happy to help you. Gọi điện cho tôi nè, tôi rất là sẵn lòng, tôi rất là vui lòng giúp đỡ bạn. Giúp bạn gì? Câu này đang nói về gì? Nhìn cái câu phía trước, nếu như bạn có yêu cầu về thông tin về việc đóng khung hay yêu cầu hoặc là có câu hỏi gì về những cái lựa chọn về chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số, làm ơn gọi điện cho tôi rất là vui lòng khi mà giúp bạn. Vì nó giúp ở đây có nghĩa là kiểu tư vấn, tư vấn hỗ trợ đó. Rồi vậy đây mình chọn gì? Câu A, recommending another studio, tự nhiên recommend một cái studio khác chi? Ổng làm studio mà ổng recommend. Rồi câu A sai. Câu B, bằng cách thêm những cái ảnh đó vào online, thêm những cái ảnh mà đã chụp lên website, có không? Có, nhưng mà nằm ở trên đây. Nó nói là cái gì, cái bây giờ chúng tôi đã đăng nó trên website, nhưng mà cái này đâu phải là cái giúp đỡ đâu, cái này là cái trong cái dịch vụ rồi. Sai ha. Mình đáp án của nó chỉ nằm vòng vòng ở ngay chữ help này thôi. Được chưa? Rồi câu B, bằng cách là miêu tả additional services, miêu tả về cái dịch vụ tăng thêm, đúng không? Những dịch vụ thêm ở bên ngoài. Rồi, đúng rồi, câu C đúng không? Có bất kỳ câu hỏi nè, hoặc là có câu hỏi gì về cái dịch vụ bên ngoài nè, dịch vụ có sẵn nè, về việc chỉnh sửa ảnh nè, thì hãy gọi điện cho tôi. Thì tôi sẽ rất là vui lòng giúp bạn. Giúp làm gì? Giúp nói thêm về mấy dịch vụ này chứ sao? Là câu C ha. Rồi câu D là bằng cách là gợi ý một cái partnership, là một cái buổi ký kết doanh nghiệp hai đứa này, khách hàng với lại người bán thôi chứ không có ký kết cái gì hết. Rồi câu D sai. Rồi tiếp theo câu 83. Tiếp tục most likely, có khả năng. Rồi lại là một cái câu suy luận, có nghĩa là đáp án của nó các bạn sẽ không nhìn thấy trong bài ha. Mà các bạn phải suy luận. Vì hỏi gì? Nó hỏi nozzle designs này. What most likely is nozzle design? Có nghĩa là cái bên nozzle design này nó làm gì? Sao biết làm gì? Tại vì nhìn vô đáp án mình thấy nè, an art school là trường nghệ thuật, hay là floral shop, floral có nghĩa là nó giống như flower ha, có nghĩa là cửa hàng bán hoa. Rồi law firm, firm thì bằng với company ha, firm thì bằng với company có nghĩa là công ty. Và cuối cùng là company ha, form thì bằng với company, và cuối cùng là cái studio chụp hình. Vậy thì mình coi coi, ấy, thiết kế ha, studio thiết kế, vậy thì mình coi coi nó làm gì. Đầu tiên là mình thấy có chữ designer wanted, tuyển người thiết kế, là thấy nó làm gì rồi đó. Rồi đầu tiên là nó tuyển thiết kế nè, ở phía dưới này nó tuyển gì, production assistant, tuyển cái trợ lý sản xuất. Production là sản xuất mấy cái video đó, vậy thì bên này làm gì, bên này làm design studio chứ gì nữa. ABC nó đâu liên quan đâu, đúng không? Rồi câu D ha, được rồi. Tuyển thiết kế và graphic designer, nó tuyển người thiết kế
mấy cái đồ kỹ thuật số đó, thiết kế hội gì gọi là thiết kế hội họa hả? Và tóm lại thiết kế mấy cái graphic design á, là thiết kế gì ta? Thiết kế mấy cái mà mấy cái poster hoặc là mấy cái ảnh mà trên content, trên fanpage, trên social media đó thì là graphic designer ha. Rồi, ở đây mình có câu 84. Cái gì không phải là yêu cầu? Cái gì ha? Không phải không là không được yêu cầu để mà đáp ứng. Qualify là đáp ứng ha, đáp ứng hoặc là đủ điều kiện đó. Như là cái người trợ lý sản xuất. Vậy thì cái gì không được yêu cầu? Để làm trợ lý sản xuất thì cái gì không được yêu cầu? Cái gì không được yêu cầu để mà đủ điều kiện ha, hoặc là đảm bảo nè, như là một cái trợ lý sản xuất. Nghĩa là không yêu cầu làm gì? Thì mình nhìn vô đây mình thấy trợ lý sản xuất nằm đây đúng không? Thì mình coi coi trong cái việc mô tả về công việc á, thì người ta sẽ nói là bạn cần phải có ABCD và bạn không cần có gì đó. Vì mình nhìn coi không cần có gì. Mình nhìn vô đây mình thấy no experience is necessary. Vì không cần có kinh nghiệm. Được chưa? No experience is necessary. Necessary là yêu cầu ha. Hoặc là cần thiết, không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, cần thiết à, nghĩa là không cần thiết phải có kinh nghiệm đó. Rồi nhưng mà ứng viên phải có cái gì đó ABCD, vì dưới đây phải rồi, vì cái đây nó là không cần nè. Vì mình nhìn vô, mình thấy cái nào không cái nào liên quan kinh nghiệm. Câu C đúng không? Experience in graphic industry. Không cần có kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực này ha, lĩnh vực thiết kế này, thiết kế đồ họa à, đúng rồi, graphics, thiết kế đồ họa ha. Rồi, câu 85. Rồi, câu này là mấy cái câu mentions, be mentions là mấy cái mẫu, mấy cái loại câu hỏi mà cần phải tốn nhiều thời gian của các bạn đó. Tại vì sao? Tại vì các bạn cần phải dò từng câu vào trong bài để mà tìm được đáp án ha. Rồi, câu 85 mình dịch là gì? Cái gì được nhắc đến là be mentioned là bị hoặc là được, được nhắc đến về cái gì? Về cái Mountain Peaks Ice Cream, về cái kem của Mountain Peak. Thì mình nhìn vô đây, mình coi đáp án. Nhìn vô đáp án chứ mấy đáp án này cũng ngắn cho mình nhìn vô đáp án nha. Its ice cream is locally made. Cái kem của nó được làm ở địa phương. Địa phương có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm mấy cái nguyên liệu mà ở ngay cái nông trại đó hoặc là ở ngay cái chỗ mà nó bán á, thì mình được gọi là địa phương ha, được làm ở địa phương. Rồi. Nó cái sản phẩm của nó thì được ship, được giao cả nước, nationally, có nghĩa là được giao cả nước. Rồi, nó được biết đến, nó là một cái công ty nổi tiếng ha. World renowned company, một cái công ty rất là nổi tiếng. Và nó có cái reviews online rất là tuyệt vời, nó có mấy cái review tuyệt vời. Vậy thì cái mà đầu tiên mình có thể dò được nhanh nè là cái review đó. Review thì nó bằng với lại feedback. Được chưa? Review nó bằng với lại feedback nè, bằng với comments. Ha, review, feedback, comments là liên quan đến mấy cái nhận xét của khách hàng. Vậy mình nhìn vô đây, mình thấy có cái chỗ nào mà liên quan đến review không? Không. Nhìn vô coi, nhìn vô đây nói về cái công ty, cái chỗ bán kem nè. Rồi mấy cái offer của nó là cái gì? Rồi thời gian mở cửa gì đó. Rồi nó về mấy cái discount, đâu liên quan đến review đâu. Rồi về câu D mình loại đầu tiên. Ha. Nhìn vô nếu mà review thì nó phải nói là có một cái người review và comments, rồi ở dưới đây nó có lời trích dẫn của khách hàng nói gì hoặc là mấy sao gì đó thì cái đó mới gọi là review. Chỗ ở đây không có nói. Rồi tiếp theo thì mình phải dịch, mình phải dò ha. Đầu tiên ví dụ mình thấy có locally made đi, được làm ở địa phương. Vậy thì mình phải kiếm cái chữ cái địa phương coi nó làm ở đâu. Cái kem này mình phải dò coi coi nó được làm ở đâu ha. Thì mình dò nè. Dò cái chữ được làm. Rồi. Thử cái kem này một khi mà bạn đã làm thì bạn đã thử thì bạn sẽ come back again, có nghĩa là kiểu như là đến hoài đến hoài đến hoài đó, again and again, có nghĩa là bạn sẽ bị ghiền đó và bạn sẽ đến hoài luôn. Thì cái kem này nó đặt ở downtown area, khu vực thị trấn nè, và nó là cái nơi dành cho cả gia đình để mà thư giãn ha, enjoy là kiểu có những cái phút giây mà hạnh phúc đó. Rồi, như là bonus là như là một cái phần mà tăng thêm, một phần mà tặng thêm thì chúng tôi chỉ có ice cream shop, chỉ có bán cái kem này ở trong cái khu vực
We are the only we are the only ice cream shop như là cái phần tăng thêm á, như là cái phần mà điểm điểm cộng á, như là một cái điểm cộng thì chúng tôi là cái tiệm kem duy nhất, only ice cream shop, là tiệm kem duy nhất trong khu vực mà có phòng riêng. Vẫn chưa thấy nói gì về địa phương chưa, mà mình dò tiếp. Mà mấy đứa này nãy giờ cũng chưa nói về nổi tiếng hay là giao chuyển ở đâu hết trơn, thì mình cứ dịch từ nhìn từ trên xuống dưới ha. Rồi chúng tôi có gì? 20 vị kem nè, được làm homemade, được làm tại nhà, được chưa? Homemade, được làm tại nhà, ở những cái cửa hàng use local ingredients. Rồi chữ local xuất hiện ở đây. Local ingredients là những cái nguyên liệu ở địa phương ha, nguyên liệu địa phương, local ingredients. Rồi như câu A đúng luôn. Đó. Rồi tiếp theo ở đây mình có gì? Câu 86. Câu 86 nó hỏi gì? À, mình đang nói về cái việc mà câu 85 thì đáp án của nó nằm ở tới chữ local ingredients. Vậy thì 86, 87 này nó nằm đâu? Nằm ở từ chữ a huge cho đến hết. Phần lớn là vậy nha. Phần lớn là như vậy. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đúng ha. Cái đó là mẹo thôi. Mẹo thì không phải lúc nào cũng đúng. Đó, nhắc nhở thôi nha. Rồi, tiếp theo câu 86 nó hỏi là gì? What is planned for June? Vậy thì cái từ, đây là một cái câu về chi tiết ha. Câu chi tiết có nghĩa là gì? Cái câu mà các bạn có thể nghĩ là có thể nhìn vào từ cái keyword đó mà mình có thể chọn được đáp án đó, thì đó được gọi là câu chi tiết ha, câu details á, câu chi tiết. Vậy mình nhìn đây mình thấy có chữ tune, nguyên bài chắc chắn là phải cái chữ tune. Tune này là cái key rồi, còn nữa tháng 6 nó là cái keyword. Thì mình nhìn coi nãy giờ mình có thấy cái tháng 6 gì không? Chưa, chưa thấy tháng 6. Mình nhìn từ, mình nhìn chữ, từ chữ a huge đến hết. Vậy thì mình thấy rồi, chữ tháng 6 xuất hiện ở đâu? Vì mình thấy cái chỗ mà liên quan đến tháng là gì? May through August, có nghĩa là từ tháng 5 cho đến tháng 8. Vậy thì từ tháng 5 đến tháng 8 có phải là bao gồm tháng 6 không? 5, 6, 7, 8 đúng không? Đó. Vậy thì cái câu đó đáp án nó nằm đây. Closing time, cái giờ đóng cửa là 10 giờ 30. Rồi còn ở đây, nó nói là operating hours, là cái thời gian hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu là mấy giờ, thứ hai đến thứ bảy là mấy giờ đó. Rồi nhưng mà mùa hè có nghĩa là có bao giờ tháng 6 ha, thì đóng cửa 10 giờ 30. Vậy thì nó đang thay, nó có cái gì về tháng 6, nó nói về cái giờ đúng không? Cái giờ nó thay đổi. Thì mình coi đâu. Coi nó nói là cái store này nó sẽ cải tạo, undergo renovations là sẽ tiến hành cải tạo. Không có, không nhắc. Rồi câu B nó nói là cái giờ làm việc nè sẽ được alter, có nghĩa là sẽ được điều chỉnh đúng không? Rồi, đúng luôn, chọn câu B ha. Rồi, tiếp theo lại là một cái câu indicated, indicated được chỉ ra. Cái gì được chỉ ra về cái khoản discount, về cái khoản discount này, có nghĩa là đây discount là 50% chứ gì nữa ha. Cái gì được chỉ ra về cái khoản discount? Rồi ở đây mình có câu A nè. Câu A là nó chỉ valid for ice cream cakes, nó chỉ có hiệu quả cho cái ice cream cakes, cho những cái kem mà bánh thôi, cho bánh kem thôi. Để coi chỗ này mình đọc chỗ này đúng không? Đây, chỗ này discount nằm ở chỗ này đúng không? Kid Day Thursday Special là cái ngày của trẻ em ngày thứ năm thì được giảm 50% cho bất kỳ cái đơn hàng nào, any purchase ha, bất kỳ cái đơn hàng nào mà có vị kem, of any flavor, bất kỳ cái vị kem nào mà có free, và có free topping luôn, cho những cái child serving size là cái kích thước trẻ em ha. Kem có kích thước trẻ em thì được tặng cái đó. Rồi vậy mình chọn nè. Ở đây mình có câu A, nó chỉ dành cho bánh kem thôi, không có nói. Câu B là nó dành cho, nó available cho tất cả những cái dịch, những cái kích cỡ luôn, all serving size, tất cả những cái kích cỡ chưa đúng, nó là kích cỡ trẻ em mà. Rồi câu C, nó được bán qua website. Và câu D nó là được bán một lần một tuần. Once a week, một lần một tuần đúng không? Rồi đúng luôn, ở đây nè. Nó là Kid Day Thursday Special. Vậy thì bán thứ thứ năm. Thursday, một ngày thôi. Vậy thì câu D đúng rồi. Hen. Rồi, tiếp theo. Tiếp. Ở đây mình có câu 88 tiếp tục ha. Rồi, vậy thì các bạn thấy cái bài này nó cũng kiểu cũng làm nhanh được đúng không? Rồi, câu 88 là một câu về gì? Rồi, cái đây là loại câu hỏi về từ vựng ha. Vậy thì các bạn cần phải biết được
nghĩa của bốn cái từ vựng này thì các bạn mới chọn được đáp án ha. Rồi, ở đây mình có chữ câu A nè, mình có expertise chứ đi, expertise ở đây. Nếu như các bạn không biết thì một hồi nữa các bạn có thể dò bài. Nhưng mà expert thì mình có expert đúng không? Expert là chuyên gia đúng không? Vì expertise là gì? Về chuyên môn, đúng không? Chuyên môn mà cũng là danh từ mà không phải là người. Thì danh từ của chuyên môn là chuyên gia là chuyên môn cái gì nữa? Ha, chuyên môn, sự chuyên nghiệp, đó, chuyên về gì đó. Expertise nó là danh từ ha. Rồi, deferment là sự hoãn lại ha, deferment là cái sự hoãn lại ha. Rồi, continuity có nghĩa là sự tiếp tục. Rồi, eloquence có nghĩa là cái sự gọi là sự sự gì ta? Sự hùng biện, eloquence, sự hùng biện ha. Và proficiency là nói về cái sự cái chuyên gia đó, chuyên nghiệp ha, hiệu quả. À, proficiency có chữ pro này không? À, hiệu quả ha, hoặc là chuyên gia. Rồi chuyên nghiệp. Rồi vậy thì mình nhìn vô đáp án, mình nhìn vô cái chỗ cái lỗ này mình có chữ expertise. Expertise ở đây đúng không? Mình có chữ chuyên gia, à, cái chữ chuyên môn nằm đây. Thì mình coi coi, ví dụ mình không biết cái chữ này là gì thì mình dịch cho trong cái ngữ cảnh mình đưa trong câu này mình dịch. Rồi, do ha, due to là do cái chấm 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 của bạn ở trong cái portfolio diversification là đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm ở đây ý là bạn muốn nói về danh mục đầu tư đó, mình đa dạng hóa danh mục đầu tư đó ha. Do cái chuyên môn của bạn trong cái lĩnh vực đa dạng hóa danh mục đầu tư nè, chúng tôi đã chấp nhận ha, hoặc là đã nghe được nhiều cái recommendation, nhiều cái gợi ý từ nhiều ha, numerous là nhiều đó, vô số, từ vô số những cái chuyên gia ở trong ngành. Đó. Cho nên là tôi rất là sẵn sàng, tôi rất là mong muốn được gặp bạn trực tiếp nè và học thêm được nhiều cái sự hiểu biết của bạn trong cái lĩnh vực chuyên môn của bạn. Đó. Tóm lại vậy. Vậy thì ở đây là chuyên môn ha. Do cái chuyên môn trong cái lĩnh vực này mà chúng tôi bla bla. Rồi vậy thì mình chọn nè, mình sẽ chọn câu D đúng không? Tại vì nó liên quan đến chuyên môn, chuyên nghiệp thì mình sẽ dùng chữ proficiency ha. Rồi. Tiếp. Rồi, cái gì không được nhắc đến trong cái lá thư? Không được nhắc đến trong lá thư, lưu ý là not nha. Không được nhắc đến. Vậy thì mình cũng vậy, là loại câu true false đó, loại câu đúng sai đó, là loại nó chung với loại câu mà mention, indicated, suggested ha, chung với nhau. Vậy thì cái gì không đúng, cái gì sai, cái gì không được nhắc đến ở trong bức thư. Vậy mình dò thôi. Ở đây mình có seminar times, có nghĩa là cái thời gian tổ ra diễn ra cái buổi seminar này. Mình dò từ trên xuống dưới. À, dò từ trên xuống dưới mình thấy có ngày gửi thư nè, gửi cho ai địa chỉ nè. Rồi gửi bà Ernest, gửi ông Ernest. Rồi cái lá thư này để confirm, để xác nhận cái sự tham dự của bà của ông ở trong cái seminar này. Được chưa? Cái seminar cái buổi seminar này ha, mà được tổ chức ở đâu đó, rồi có địa điểm nè. Rồi có ngày nè. Và bạn sẽ được lên lịch give your presentation, thuyết trình vào ngày 4 tháng 7. Vậy thì ở đây nó có nói về thời gian không? Không, nó chỉ nói về ngày thôi. Vậy thì câu A sai. À, không có nhắc về thời gian. Rồi câu này tự nhiên ăn điểm cái một ha. Rồi ví dụ nha, các bạn chưa chắc là các bạn có thể dò hết ha. Ví dụ câu B đó là social gathering là buổi tụ tập xã hội. Vậy thì tụ tập xã hội ở đây mình có gì? Tụ tập xã hội thì ở đây mình có chữ banquet nè, reception and banquet. Vậy thì reception and banquet có nghĩa là một cái buổi tiệc đó, buổi tiếp đón nè và tiệc ha, tiếp đón chiêu đãi khách hàng đó, thì mình sẽ dùng chữ reception and banquet. Vậy thì nó là sự kiện mà tiếp đón khách hàng nè và tiếp đãi khách hàng nè. Vậy thì có nghĩa là có nhiều người ở đó, thì nó là một cái social gathering, một cái buổi tụ tập xã hội ha, sẽ giao xã hội. Rồi, thì câu B có. Rồi câu D nó là nearby accommodation, có cung cấp, có nói về cái accommodation. Accommodation là chỗ ở ha. Accommodation nè, shelter nè, housing nè, apartment nè. Được chưa? Thì nó liên quan đến chỗ ở. Vậy thì chỗ ở mình vòng vòng mình kéo
xuống. Ở đây nó liên quan đến, ở đây nó nói về sự kiện, nó nói về cái bữa tiệc chiêu đãi rồi, ở trên đây nói về cái sự kiện rồi, ở đây nói về tiệc chiêu đãi rồi. Kéo xuống mình thấy ở dưới đây, đúng không? Còn đoạn này chưa chưa đọc thì mình kéo xuống mình thấy có gì đây, liên quan location này. Find the hotel, hotel Monaco. Rồi, vậy thì có chỗ ở chưa? Hotel là chỗ ở chứ gì nữa? Rồi, thì có luôn. Rồi, và cuối cùng là date of the presentation, cái ngày thuyết trình có không? Hồi nãy có rồi, 4 tháng 7, có. Vậy thì câu A, đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo câu 90. Cái nơi mà, where, cái nơi nào? Câu hỏi mà cái nơi nào sẽ, cái bà này đưa ra cái bài thuyết trình, có nghĩa là cái nơi nào mà cái ông này, sao cái bà vậy, cái nơi nào mà cái ông này sẽ thuyết trình ha, ông này sẽ thuyết trình ở đâu. Thì mình coi coi ở đây mình biết là ông thuyết trình ở đâu, ông thuyết trình là ngày 4 tháng 7 rồi à, biết cái nơi không, thì mình biết cái nơi nó là cái gì, nó là cái nơi mà diễn ra seminar, đúng không, cái nơi mà diễn ra seminar. Nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp mà cái nơi mà nó diễn ra thuyết trình, ví dụ là kêu ổng thuyết trình một cái chỗ khác thì cũng có thể ha. Nhưng mà phần lớn khi mà các bạn nhìn vô đây, các bạn thấy là mời ổng đến cái buổi seminar nè và cho ổng thuyết trình, vì ổng khả năng cao là ổng thuyết trình ở cái tổ mà diễn ra cái seminar này. Vậy chỗ diễn ra seminar này là ở đâu, mình nhìn vô mình thấy gì à, nó là cái seminar diễn ra ở Philadelphia, Pennsylvania. À, vì đáp án nó có không? Đáp án không có, vì mình dò tiếp. Mình dò ở đây mình thấy có cái sự kiện, ở đây mình có cái conference center. Cái trung tâm hội nghị David Weiner. Weiner chứ, David Weiner. Rồi trung tâm hội nghị David Weiner. Rồi và cái floor just above the rooms and facility of our planned seminar. Vậy thì cái ở đây cái bài thứ hai này, cái đoạn thứ hai nó nói về gì? Nó nói về cái sự kiện, cái tiệc, đúng không? Và nó là chúng tôi là dự dự định là cái tiệc này, cái tiệc gì, tiệc mà chiêu đãi khách hàng đó ha, bắt đầu lúc 6 giờ ở cái trung tâm này. Ở cái tầng mà ở phía trên cái chỗ mà chúng tôi diễn ra hội thảo. Vậy thì ổng thuyết trình ở chỗ này luôn chứ gì nữa, là cái chỗ diễn ra hội thảo đó là cái chỗ mà ổng ăn rồi, ổng ăn rồi ổng được đón tiếp đó. Rồi, vậy thì chỗ hội thảo lại nào là cái conference center ha. Ở đây mình chọn cái miếng B. Chờ. Rồi, tiếp theo câu 91. How did Mr. Rancroft learn about Mr. Ernest? Cái ông Rancroft này ông học, ông biết về ha, learn about ở đây mình sẽ không không có dịch là học về, mà mình sẽ nói là biết về. Cái ông này ông biết về cái người kia như thế nào, làm sao mà ông biết? Thì ở đây mình, ở đây có phải đoạn đầu tiên mình phải kiếm cái chữ cái ông mà Rancroft, thì để mà mình biết ổng là ai, thì chắc chắn ổng là gì. Cái bài này nó nói về có hai người thôi, thì mình nhìn vô đây, khi mà các bạn nhìn thấy này nè, các bạn hiểu được cái bài này nó đang nói dành cho ai, viết cho ai rồi, thì mình biết là cái bài này là ai. Cái người mời gửi thư cho cái người chuyên gia, nói là rất là mong muốn được gặp ổng ở ngay cái sự kiện hội thảo của của họ. Vậy thì cái người viết này là cái người mà tổ chức sự kiện ha, và cái người mà được mời là người chuyên gia. Vậy thì khi mà các bạn nhìn vô đáp án câu hỏi nè, nãy giờ nhắc đến ông Ernest thì biết ông này là cái người chuyên gia được mời rồi, được không? Tại vì dear mà, dear Ernest, dear Mr. Ernest, vậy thì Ernest này là ông chuyên gia. Vậy thì cái ông còn lại là ông gửi đó, mình coi đâu, mình coi cuối mail ha, đây Rancroft. Vậy thì mình biết Rancroft là cái người gửi mail ha, Rancroft là cái người gửi mail. Vậy thì ở đây nó hỏi ông nè, cái người gửi mail biết về cái ông này như thế nào. Rồi, đoạn này, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 xong rồi, chuyển qua đoạn 4 thôi. Mình đọc, hồi nãy mình đọc qua cái này rồi đó, bạn nào còn nhớ không? Thì nói là, đây, câu này ha, do cái sự nổi tiếng của bạn, cái chuyên gia của bạn à, trong cái lĩnh vực mà đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đa dạng hóa danh mục đầu tư, và chúng tôi đã nghe rất là nhiều cái sự gợi ý từ hàng tá cái người chuyên gia ở trong ngành rồi, có nghĩa là ông nghe về cái ông này, đúng không? Ông biết về ông này qua cái việc là nghe những cái gợi ý từ những người chuyên gia trong ngành. Thì đáp án nào là đáp án đúng nhất? Ở đây mình có là câu A là through his journal, là qua những cái bài báo của ông. Ông đâu có viết báo đâu. Rồi, qua cái tình trạng nổi tiếng của ông, professional status. Rồi, câu B đúng hả? Status là tình trạng đó,
tình trạng hôn nhân rồi đó là status ha, và professional tình trạng mà chuyên 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 gia của ổng đó, kiểu như là qua cái tiếng của ổng đó, professional status qua cái tiếng của ổng, là tiếng vang của ổng đó. Rồi qua cái buổi thuyết trình ở cái seminar khác không liên quan, tại vì đâu có nói là cái seminar nào khác đâu. Và câu D là qua cái việc là cái chi tiết đăng ký của ổng, có nghĩa là cái ông chuyên gia này ổng đăng ký tham dự sự kiện này hả? Không, không hề. Bài này đâu có nói là ông đó ông đăng ký tham gia đâu, mà ổng được mời ha. Rồi, tiếp theo hai đoạn nữa nha mọi người, cố gắng lên. Rồi ở đây mình có câu 92. Rồi, hỏi gì? Cái bài báo này miêu tả cái gì ha? Bài báo này miêu tả cái gì thì mình coi từ trên xuống dưới ha. Bài báo này miêu tả về gì thì nó giống với lại gì? Nó giống với lại purpose đó, câu mục đích. Câu mục đích mình coi đâu? Coi câu đầu tiên, đoạn đầu tiên thôi. Đối với bài báo thì có thể, nếu như có thể thì nó sẽ chồng qua cái đoạn thứ hai một xíu. Ví dụ như là đoạn đầu tiên như là một miếng của đoạn thứ hai, ví dụ vậy. Mà phần lớn thì vẫn là đoạn đầu tiên ha. Rồi thì cái mục đích nó là gì, cái bài báo này miêu tả cái gì, mình coi cái khúc đầu. À, chỉ một vài ngày trước thôi thì cái local favorite Byfit, cái công ty mà được yêu thích đó, ở địa phương đó, Byfit, nó đã mở ha, nó đã cho mở một cái địa điểm thứ hai chỉ 15 km xa khỏi cái địa điểm cũ ha, cái địa điểm trước đó, ở Monmouth Street, ở cái đường Minh Mào. Rồi qua 20 năm, 25 năm qua thì cái Byfit này nó đã rất là cống hiến nè, cho cái việc là bán nè và sửa chữa xe đạp ở cái khu vực trung tâm Parkfield ha, Bakerfield ha. Rồi, tóm lại là đang nói về gì? Đang nói về công ty Byfit chứ gì nữa. Một cái bài báo mà nhào vô cái nó nói về Byfit liền, nó liệt tên liệt kê cái tên công ty đó liền. Thì bài này là bài PR, bài này là cái bài quảng cáo công ty. Trời ơi, cái bài này là nó đang nói về, bạn nào đọc báo nhiều thì sẽ biết đó. Ví dụ như trước đây mình làm trong lĩnh vực về truyền thông cho nên là mình biết về cái này. Ví dụ các bạn nhìn vô các bạn thấy trời, cái bài này nhìn vô thấy nó nói về cái công ty này hết vậy, bài này là bài booking rồi đó, nó mua bài này nói về công ty của nó. Vậy thì cái mục đích của cái bài này là gì, để miêu tả công ty chứ gì, đúng không? Rồi, vì mình chọn đáp án nha. Câu A nè. Những cái yêu cầu về cái job opening có liên quan đến công việc không? Không ha, không có liên quan đến yêu cầu công việc. Rồi, câu B, thông báo về cái việc xác nhập những cái công ty cho thuê, hai công ty cho thuê, không liên quan luôn, không có khác xác nhập gì hết. Rồi, câu C là để so sánh giữa privately owned and rental bicycle, so sánh giữa việc thuê xe đạp và sở hữu xe đạp, không liên quan, đâu so sánh gì đâu. Và câu D là đưa thông tin về cái việc mở rộng của một cái local business của một cái công ty địa phương đó. Đúng rồi, câu D đúng không? Đó, mở rộng đó có nghĩa là trước đây một vài cái ngày trước thì nó mở thêm cái cửa hàng thứ hai là nó mở rộng chứ gì nữa, cửa hàng thứ hai là đã là mở rộng rồi ha. Rồi về câu D. Rồi, tiếp theo. According to, đây là một câu, là cái mẫu câu hỏi chi tiết ha. Theo cái người này, theo người kia thì đó là mẫu câu chi tiết, có nghĩa là bạn có thể tìm được keyword. À, theo cái bà Allerfeld này thì tại sao những cái individuals, chỗ này các bạn cần phải biết ha, những cái cá nhân lại thích thuê xe. À, theo cái bà này thì tại sao người ta thích thuê xe? Vậy thì mình phải kiếm bả, coi coi bả nói cái gì, ý kiến của bả là gì, theo bả tại sao người ta thích thuê xe. Vậy thì mình coi, nãy mình coi cái đoạn này rồi không có thấy tên bả thì mình coi cái đoạn thứ hai. Rồi mình thấy có câu trích dẫn nè, vậy thì mình coi coi trích dẫn này phải của bả không, thì mình coi từ đầu đến cái chỗ này. À, mình thấy Byfield owner Ulla Aldefeld, à bả chứ gì nữa, đúng chưa? Vậy thì mình coi coi rồi, mấy cái câu trích dẫn của bả khúc này. À, dưới đây có một cái nữa, coi coi bả nói vậy gì, tại sao người ta thích thuê xe. Rồi, cái mục đích của Byfit news location, mục đích của cái vị trí mới của Byfit là để đáp ứng được ha, meet ở đây không phải là gặp ha, đáp ứng được cái nhu cầu, cái sự tăng nè trong cái vấn đề du lịch nè, và cái sự gia tăng nhu cầu từ gì, từ địa phương, những cái người mà thích đạp xe đạp mà không thực sự
mà không muốn mua hoặc là muốn duy trì cái xe đạp. À, có nghĩa là gì? Có nghĩa là do cái sự gia tăng nhu cầu ha. Mục đích của cái vị trí này là để đáp ứng cái sự tăng thêm trong cái tình trạng, trong cái vấn đề về liên quan du lịch và sự gia tăng về nhu cầu nè, từ địa phương nè, những cái người mà muốn thích đi xe nhưng mà không muốn mua cũng như không muốn duy trì xe đó. Rồi tiếp theo nữa bạn nói là gì? Mọi người á, con người thì lo lắng và đôi khi thì hơi băn khoăn về việc mua một chiếc xe, bởi vì họ không có quyết định được liệu họ có muốn sở hữu một cái hay không, hay là họ có đủ chỗ để mà giữ xe trong nhà hay không. Đó. Vì đây là những cái vấn đề người ta quan tâm. Thứ nhất là liên quan đến du lịch, tăng du lịch, tăng nhu cầu trong việc thích sử dụng xe đạp. Thứ hai là không biết là họ có muốn sở hữu một cái hay không, có nghĩa là họ phân vân đó. Còn không thì họ không biết là họ có đủ chỗ hay không. Đó. Thì đây là những cái vấn đề tại sao là người ta thích đi xe đạp, người ta thích thuê xe đạp. Vậy thì mình dò vô bốn đáp án này, mình thấy đáp án nào phù hợp nhất. Câu A, họ nghĩ rằng nó rẻ hơn khi mà mua cái xe đạp. Ở đây nó có nói về giá không? Không ha. Hai cái ý kiến của bạn không cái nào nói về cái nào rẻ hay mắc hay là giá, cho nên là câu A không đúng. Rồi câu B, họ họ do not have to be concerned, họ không cần quan tâm với cái chỗ để xe, đúng không? Rồi đúng luôn. Đúng không? Thì ở đây nè, ở đây nó là họ không biết là họ liệu là họ có cái chỗ mà giữ xe trong nhà không khi mà họ mua một cái. Thì ở đây đáp án nó nói là gì? Họ không cần, lý do mà họ thích thuê á là vì họ không cần phải quan tâm là liệu là họ có đủ cái không gian ở trong nhà để mà giữ, để mà giữ để cái xe đạp hay không ha. Rồi vì đáp án B là đúng rồi ha, liên quan đến cái không gian, đây là một trong những cái yếu tố mà họ, cái người thích thuê xe đó, người ta lựa chọn tại vì gì? Không được, không cần giữ trong nhà, không cần phải quan tâm vấn đề đó. Rồi tiếp câu 94, ở đây mình có not, rồi câu true false ha, câu đúng sai. Rồi not indicated nè, suggested, mentioned, nhắc lại ha, là những cái câu đúng sai ha. Rồi cái nào không được chỉ ra, what is not indicated, cái gì không được chỉ ra về cái gì, về cái buy fit shop. Cái gì không được chỉ ra về cái cửa hàng buy fit này. Rồi câu A mình sẽ dò ha, câu này câu true false thì mình phải dò từng câu thôi, chịu khó dò. Rồi nó cung cấp dịch vụ gì, returning service in two location, nó cung cấp cái dịch vụ là trả hàng, returning service, cái dịch vụ trả hàng ở cả hai cái địa điểm. Vậy thì mình dò coi đây cái keyword nó là gì, dịch vụ trả hàng. Vậy mình dò từ đoạn thứ nhất không có nói về dịch vụ trả hàng, đoạn thứ hai cũng không, thì mình dò đoạn thứ ba coi có không. Thì bắt buộc là các bạn từ trên xuống dưới đúng không, làm từ trên xuống dưới, câu đầu tiên rồi nè, đoạn thứ nhất, câu thứ hai rồi, đoạn thứ hai rồi, vì bây giờ còn hai câu có thể là nằm ở đoạn số số 3 ha. Rồi vì cái sự tiện lợi mà khách hàng này có thể return, đây return, trả trả xe đạp, trả xe đạp ở đâu, ở cả cái chỗ nào cũng được ha, either of the two tùy chỗ, chỗ nào cũng được, bất kỳ một trong hai, either of the two location, có nghĩa là một trong hai chỗ, có nghĩa là câu A đúng ha. Đáp án câu hỏi nó hỏi là không được nhắc đến, vậy thì câu A mình loại ha, tại vì câu A có nhắc mà, câu A loại. Rồi tiếp câu B, it is located downtown. Rồi các bạn cần phải biết được chữ downtown này là cái gì. Rất là nhiều bạn bị nhầm lẫn cái chữ downtown này là khu vực ngoại ô ha. Downtown không phải là ngoại ô, downtown là thị trấn. Thị trấn là bằng với city, bằng với lại khu trung tâm. Được chưa? Vậy thì downtown nó bằng với lại central area trong cái bài này. Được chưa? Central area, khu khu vực trung tâm. Cho nên ở đây câu B là đúng ha. Nó được định vị, nó được đặt ở cái chỗ trung tâm, ở downtown. Đúng ha. Tại vì ở đây nó nói là ở central area. Tiếp theo. Nó yêu cầu, nó acquires used bicycles for resale, có nghĩa là nó mua lại ha, acquire, nó thâu tóm lại, nó thâu lại những cái xe đạp cũ ha để mà bán lại, có nói không? Rồi nãy giờ đọc đâu có thấy là nói bán xe cũ đâu đúng không? Đó. Rồi câu này không được nhắc đến, câu này đúng rồi ha. Rồi còn không, ví dụ các bạn dò đi, các bạn dò câu cuối nè, nó mở cửa đầu tiên là 25 năm trước, vì khúc đầu mình có
qua lướt qua rồi đúng không? Nói về cái thành lập nè, năm thành lập nè, for the last 25 years, có nghĩa là qua 25 năm qua thì nó như thế nào đó, vậy thì nó mở cửa được 25 năm rồi. Câu này có ha, câu D có loại rồi, vậy chọn câu C đúng rồi ha. Rồi, ok. Và bây giờ mình tiếp tục câu 95 nha. Rồi, đối với câu 95 thì mình sẽ dịch cái câu này ra trước ha. Sau đó là bạn sẽ tìm coi là cái câu này phù hợp với lại đoạn nào nhất. Rồi, thì cái câu này dịch ra là gì? Qua nhiều năm dịch dịch sơ sơ ra là được rồi. Các bạn không cần phải quá là dịch là rất là chi tiết, cặn kẽ. Mình chỉ cần hiểu sơ cái nội dung nó là được rồi ha. Rồi, qua nhiều năm do cái nhu cầu ngày càng phổ biến nè, thì cái công ty này đã mở rộng sang cái lĩnh vực là bicycle rental fuel, là bang sang cái lĩnh vực là cho thuê xe đạp. À, và cái mà bây giờ thì cái cửa hàng mới của nó ha, đang kinh doanh, nó cái cửa hàng ở đâu đó ha, cửa hàng ở dọc cái bờ sông là thì đang tập trung vào, có nghĩa là đang kinh doanh đó ha. Rồi, vậy thì cái đoạn nào mà các bạn thấy là nó đang nói về cái sự mở rộng? Hồi nãy mình làm cái câu 92, mình đọc cái đoạn đầu tiên đúng chưa? Thì mình đã biết được là cái mục tiêu của nó là nói về cái gì. Ở đây nãy câu 92 mình chọn information on the expansion of a local business, đúng không? Có nghĩa là cho thông tin về cái sự mở rộng của một cái doanh nghiệp. Thì hồi nãy mình đọc ở đây, mình làm câu 92 thì mình đã biết là cái đoạn đầu tiên rồi, nó đang nói về sự mở rộng. Thì mình thế thử cho trong cái đoạn đầu tiên thử coi có hợp lý không. Thì cái đoạn đầu tiên là đang nói về cái gì? Đang nói về việc là cái công ty đó đúng giờ qua 25 năm qua nè, thì cái công ty này nó đã rất là cống hiến trong việc là bán và sửa chữa xe đạp đúng không? Và bây giờ thì nó mở rộng thêm ha, qua các cái năm gần đây ha, qua các năm qua thì do cái lượng tăng lên này cho nên là nó chuyển sang mô hình là cho thuê xe đạp. Đó, vậy thì hợp lý là đoạn số 1 rồi đúng không? Cho nên các bạn sẽ chọn đáp án A ha. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại đoạn cuối cùng ha. Rồi vậy thì lưu ý là mình khi mà mình giải test, half test á, thì cái đoạn cuối cùng, có nghĩa là những cái câu hỏi cuối cùng, năm câu hỏi cuối cùng á, thì nó sẽ chia dàn đều ra, dàn ra thành có trong hai đoạn thông tin ha. Ở trong trường hợp này là một đoạn email và một đoạn form. Có một cái form là gì? Là cái đơn á mọi người, form là đơn ha. Rồi, thì có một cái email và một cái form. Về nhiệm vụ các bạn, khi mà các bạn thấy cái thông tin dài giống như nè, ví dụ tới hai đoạn lận, một đoạn kiếm chưa xong mà giờ tới hai đoạn, thì đừng có quá lo lắng ha. Tại vì thường á, những cái câu như vậy thì chỉ có một cho đến hai câu là các bạn cần phải liên kết thông tin từ trên xuống dưới thôi, được không? Còn lại thì mình làm y chang nãy giờ, thông tin của mình vẫn đi từ trên xuống dưới ha. Chỉ có 1 đến 2 câu thì mình cần phải liên kết thông tin giữa đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai để tìm được đáp án thôi ha. Rồi, vậy thì tương tự đoạn câu thứ nhất, tại sao bà Weisman này lại điền cái lại cần phải điền cái form ha? Tại sao cái bà này phải điền cái form? Vậy thì mình kiếm lên tên bả lại đọc. Rồi nhào vô mình thấy Dear Miss Weisman đúng không? Có nghĩa là cái tên bà xuất có đại diện ở đây. Rồi bây giờ mình kiếm gì nữa? Kiếm chữ form đúng không? Tại vì đây là câu hỏi chi tiết ha. Đây là câu hỏi chi tiết tại sao bả cần phải điền cái form. Vậy thì mình kiếm cái chi tiết gì? Cái từ quan trọng, cái keyword quan trọng là điền cái form. À, vậy thì mình lướt ở trong cái đoạn đầu tiên này. Khúc đầu thôi. Vậy các bạn lướt cái này, các bạn tìm cái chữ form ha. Và hoàn thành. Đó, và tìm có lý do vòng vòng chỗ đó là gì. À, thì cái người này nói sao? À, chúng tôi rất là vui ha, chào mừng bạn là cái midfielder, là cái tiền vệ mới của chúng tôi nè, ở trong cái đội bóng tuyệt vời của mình ha. Thì có một cái sheet, có nghĩa là một cái bảng đó được đính kèm ở trong nó là cái gì, nó trong hình hài là một cái đơn ha, một cái đơn đặt hàng cho cái uniform, là cho cái đồng phục với là giày của bạn, từ cái bên bán quần áo qua Cooper's Clothing. Rồi làm ơn hãy kiểm tra nè, bất kỳ thứ gì bạn cần, bao gồm cái một cái bộ đồng phục nè và đôi giày nè, và sau đó là gửi lại cái form vào cuối cuối tháng ha. Thì cái công ty này New Brunswick United này sẽ cover the cost of your first uniform and shoes. Rồi, vậy thì bên cái công ty này sẽ trả cái chi phí ha, trả cái chi phí cho cái uniform và cho đồng phục với lại đôi shoe
với lại đôi giày đầu tiên của bạn. Vậy thì đây, tại sao bạn cần phải điền form? Là để được người ta trả tiền giùm đúng không? Là để được mua cái này miễn phí đúng không? Rồi bây giờ mình tìm cái đáp án nào có liên quan là được ha. Rồi bà đó bà muốn đặt nhiều thức ăn hơn. Kỳ không? Đâu nói về thức ăn nữa đúng không? Rồi loại ha. Rồi bà đó bà muốn đặt trước chỗ. Cũng không liên quan luôn. Rồi tiếp. Bà đó bà muốn tuyển thêm một cái người chơi mới. Cũng không liên quan luôn. Bà đâu phải là người tuyển đâu. Bà được tuyển mà. Và bà cần đồng phục mới đúng không? Rồi đúng rồi ha. Cô đề. Đó. Vậy thì nó cũng đơn giản giống như nãy giờ mình làm ha. Mình cứ đọc từ trên xuống dưới ha. Chỗ nào mà liên quan uniform, mình đọc mình thấy có lý do đó, tóm cái ý lại rồi các bạn dò vô đáp án. Rồi tới câu 97. Ở đây nó hỏi gì? Cái gì chỉ ra về New Brunswick United? Vậy thì mình kiếm coi, mình kiếm cái chữ New Brunswick United. Hồi nãy mình thấy nó xuất hiện ở đây. Rồi cái gì chỉ ra? Vậy thì đây là một cái câu hỏi gì? Câu hỏi liên quan đến suggested, mentioned, indicated thì các bạn cần phải dò từng câu ha. Bạn nào mà nhớ không tin đó thì có thể đọc khúc nào mà liên quan đến NBU nè. Thì đây là hướng nhất nè. Rồi NBU nè đó. Vì có nghĩa là cái gì? Nãy mình coi đáp án ở trên là tới đây rồi. Vậy thì bây giờ có thể đáp án của câu thứ hai sẽ là từ đây đến hết ha. Ví dụ vậy. Đó, vì mình hiểu từ từ trên xuống dưới. Rồi mình dò đi. Rồi it has been recognized for its rich history. Rồi nó liên quan đến lịch sử lâu đời, nó được nhận biết vì cái lịch sử lâu đời của nó. Rồi đọc cái khúc này coi có liên quan gì đến dịch lịch sử gì không. Lướt coi dò coi có thấy chữ lịch sử lâu đời gì không. Không, đúng không? Rồi, để đó ha. Loại. Rồi tiếp số 2 nè. Nó là một cái đội mới. Nãy giờ có nói nó đội mới không? Chỉ nói là nó đang tuyển người mới thôi đúng chưa? Cái bà này cái chữ mới duy nhất là cái chữ mà bà này là bà là tiền tiền vệ nè, mới nè, đó. Và đã không có nói là cái công ty này hay là cái đội bóng này là đội bóng mới, không hề ha. Rồi câu C. Nó cần một cái tiền vệ mới đúng không? Rồi đúng luôn, cho nó mới tuyển nè. Đây, cảm ơn vì đã cho chúng tôi đã tham gia chúng tôi như là một cái tiền vệ mới. Vậy thì nó cần tuyển một cái tiền vệ mới đúng rồi. Đó, được chưa? Rồi, tiếp ha. 98. Rồi, tại sao cái bà Weisman này lại cần cung cấp cái mã code trong cái đơn hàng, trong cái đơn. Vậy thì cái mã code thì bạn thấy thì lướt lướt ở đây là cái mấy cái câu mà tại sao nên, tại sao gì đó và chi tiết ở phía sau, thì cái đó là dạng là câu chi tiết. Các bạn cần phải dò cái keyword. Ví dụ keyword ở đây là cái form nè và cái code, cái mã code. Vậy thì các bạn dò trong bài này các bạn kiếm mã code. Thì đây mình thấy chữ code number. Được chưa? Rồi, vậy thì tại sao kiếm cái chữ code number này? Thì người ta nói là please make sure you write out our company code number on the form so that NB United can pay for the purchase. Đó. Vậy thì làm gì? Viết cái mã đó để làm gì? Để được cái bên công ty này sẽ pay for the purchase, có nghĩa là trả tiền. À, viết cái mã đó để được trả tiền cho đó. Rồi, vì nó quá rõ ràng, nó hiện ở đây rồi. Vậy thì mình dò đáp án ha. Rồi, câu A là để nhận hỗ trợ từ team đúng không? Rồi trả giùm là hỗ trợ rồi ha. Câu A đúng, chính xác ha. Nhận hỗ trợ từ team thì hỗ trợ có thể ở hiện hiện vật, hiện kim đó, sức lực, tinh thần đó, thì cái đó đều gọi là hỗ trợ hết nè. Rồi tiếp theo câu 99, vậy thì mình đọc tới đây rồi đúng không? Cái câu 98 là tới đây rồi, tới chỗ này rồi. Vậy thì còn lại là thuộc về câu 99 và câu 100 ha. Từ đây đọc xuống dưới. Được chưa? Rồi vậy còn có một câu mà mình đọc luôn đi để mà hồi mình dò xuống dưới luôn cho lẹ ha. Rồi the first training section. Rồi đang nói về cái ngày huấn luyện đầu tiên nè, thì sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 5. Làm ơn hãy có mặt trước cái thời điểm đó ha. Rồi chúng tôi mong đợi được các bạn. Rồi câu hỏi là gì? Cái gì được nhắc đến về Cooper's Clothing? Rồi về cái công ty clothing này thì công ty clothing nằm đâu? Đây, Cooper's Clothing thứ nhất là nằm ở đây. Chẳng lẽ giờ mình kéo lên lại và mình thấy là ở đây còn có hai câu à, mà cái đoạn ở phía dưới mình chưa có xem. Vậy thì có thể thông tin nó nằm ở phía dưới, hoặc là nó sẽ liên kết giữa đoạn thứ nhất, nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai ha. Rồi cái gì chỉ ra về Cooper's Clothing? Vậy thì cái này là câu cần phải tốn thời gian ha. Dạ, rồi chữ Cooper Clothing thứ nhất mình thấy ở đây ha. Rồi có nghĩa là nó bán quần áo đúng không? Mình biết.
cái hàng bên này là nó bán quần áo, bán mấy cái đồ thể thao. Rồi vậy thì ở trong cái đoạn nội dung này đó, dành cho những bạn nào mà chưa hiểu nội dung lắm là trong đây có bao nhiêu người, thì bây giờ mình sẽ liệt kê, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là trong đây chi tiết ra thì gồm có ba ba đối tượng, đúng không? Đối tượng thứ nhất là NBU, được chưa? NBU rồi. Rồi NBU là cái công ty về soccer, ví dụ management đi, hoặc là soccer team, rồi là cái bên mà đội bóng ha. NBU là cái bên đội bóng, bên quản lý đội bóng. Rồi đối tượng thứ hai là gì? Đối tượng thứ hai là cái bà được thuê ha, là Miss Wiseman. Chưa? Rồi đây là bà B. Bà B là cái bà tiền vệ được ở bên NBU thuê. Rồi và cuối cùng đối tượng thứ ba là bên Cooper's Clothing. Rồi có nghĩa là cái bên mà bán quần áo, được chưa? Rồi bạn nào chưa hiểu thì có thể xem cái ghi chú này của mình ha. Thì có ba bên ha. Khi mà các bạn đọc thì các bạn phải biết được là có bao nhiêu đối tượng. Vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ hình dung hơn là cái bài này đang nói về gì, không bị lẫn lộn. Rồi bây giờ nó hỏi là bên Cooper's Clothing có nghĩa là bên C đó, bên bán quần áo đó. Cái gì được nhắc đến về bên đó? Rồi câu A nó nói gì? À, cái hàng của nó thì khá là rẻ, giá cả phải chăng? Rồi có nói về giá không? Trong cái đoạn này hoàn toàn không nói về giá à, chỉ nói về là nó bán cái đồng phục này với lại giày thôi. Rồi và Cooper Clothing mình thấy ở dưới đây nữa ha, vậy thì nó có gì? À, nó bán từ năm 1982 nè. Rồi có nói về giá rẻ không? À, chỉ nói về liệt kê các cái giá tiền thôi, đúng chưa? Không hề có sự so sánh, cho nên là ở đây câu A sai ha, không có so sánh, cho nên là không có mà khá rẻ ha. Chữ này là đang nói về sự so sánh nè. Comparatively có nghĩa là khá là kiểu như là khi mà so sánh với lại chỗ khác á. Rồi câu B, nó cung cấp discount, à, nó cho khuyến mãi cho một vài cái sản phẩm nhất định, coi coi có bao nhiêu phần trăm giảm giá không. Rồi cái duy nhất có gì đề phần trăm là gì, là cái tax à. Cái mà tax thì chắc chắn là không phải là khuyến mãi rồi đó, không phải discount rồi. Rồi câu C là nó mở cửa được nhiều thập niên rồi, đúng chưa? Rồi đúng luôn, câu C đúng ha. Từ sao nè, từ 1982 đó, thì bây giờ là 2000 mấy rồi, 2024 rồi, thì đã mở được mấy chục năm rồi ha. Rồi câu C đúng. Rồi còn câu D, nó sở hữu một cái đội bóng, một cái đội bóng chuyên nghiệp. À, không có nói là cái nó có sở hữu đội bóng hay không ha. Hai cái đội bóng này, cái đội bóng này, cái soccer team này, cái NBU với lại Cooper's Clothing nó không liên quan với nhau ha. Chỉ là cái thằng NBU nó đang muốn mua đồ từ thằng Cooper's Clothing thôi, chứ nó không có thuộc về Cooper's Clothing ha. Rồi và câu cuối cùng, vì nãy giờ có thể là cái câu này mình chưa có câu nào mà móc méo nội dung hết trơn á, vì có thể là câu cuối cùng này mình cần phải móc nội dung ha. Rồi câu này nó hỏi là gì? How much, bao nhiêu tiền ha, mà New Brunswick United sẽ trả cho cái bà Wiseman. Rồi vậy thì cái bên bên công ty này, nó nãy nó nói là nó trả tiền cho gì, nó cover cái gì, thì các bạn phải kéo lên trên. Được chưa? Rồi xong rồi các bạn dò trả tiền xuống dưới ha, trả bao nhiêu tiền thì các bạn cần phải biết là nó mua cái gì, đúng chưa? Và mình coi coi nó mua cái gì bằng cách là mình dò ở đoạn thứ nhất. Dò đoạn thứ nhất, à, người ta nói gì? New Brunswick United nè, will cover the cost of your first uniform and shoes. Có nghĩa là nó sẽ trả tiền cho cái đồng phục với lại đôi giày đầu tiên của cái cho cái bà đó. Vậy thì bây giờ mình mới kéo xuống dưới mình coi giá, coi nó trả bao nhiêu. Vì một cái đồng phục với lại đôi giày là bao nhiêu. Rồi, thì mình có soccer, đúng chưa? Đầu tiên mình tìm soccer nè. Rồi, có ba đứa này. Thì mình coi cái nào mà có đồng phục với giày. Rồi ở đây đúng chưa? Basic uniform in shoes nè. Đó, vậy thì 65 đô hả? Đúng chưa? Tại sao phải là B? Tại vì B là nó hai basic, là hai cái uniform nè. Còn C thì sao? C thì nó có thêm cái gloves nữa, có thêm cái găng tay nữa trên xài. Đó. Rồi, vậy thì như vậy là xong rồi ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người vào thứ bảy tuần tới nha.